Chào Đường Hồng. Chào Giang Khuê. Nếu như cả nhà Quân học lớp 2 mà biên chữ cũng được chứ bộ, đâu đến đó đọc kệ đâu không cả nhà, đúng không? Lớp 2 mà tôi biên chữ cũng được chứ bộ. Lớp 2 tôi biên chữ rành lắm cả nhà. Chào Quỳnh Lê Lê. Chào Văn Hà. Cây dương đổ về con khắc hàng tên. Hoa reo phủ vàng dân kinh. Chào chị Ba Tây. Chào em Mỹ Lệ Tô, chào Lan Ngọc. Chào em Lê Lê. Chào chị Lê Ngọc nha. Hôm nay trở lại như khăn mặt mới. Thấy đó trên đây bao cũ đâu rồi. Chào em Danh Võ. Chào Duy Mạnh. Chào chị Thủy Lê. Chào em Tâm Nguyễn. Chào anh chị Trần Huy. Chào Trần Thùy Trang. Cây dương đổ về con khắc hàng tên. Chào Bê-rên. Chào Hiếu Hồng Quỳnh Di. Chào Minh Tri. Chào em gái của Lê Quen. Cho Ngô Quân chào cả nhà nha. Để Ngô Quân hát bài hai bài rồi bắt đầu chia sẻ. Bữa nay vui cả nhà. Bữa nay báo cho cả nhà một tin hay. Và sẽ trả lời cho cô Toán với lại chị Lan. Và nói riêng và trả lời chung cho anh chị em ra đề, nên nói là cái clip Ngô Quân là cắt ghép và để cho Ngô Quân sẽ trả lời và sẽ đưa những cái bằng chứng và đưa cho nó rõ ràng. Và cảm ơn Trần Huy rất nhiều. Hồi hôm đó cả nhà biết mình thức ngủ có được cả đêm hôm, nhưng mà sáng giờ coi như mình thấy nó không hơi đỡ đỡ lại rồi, tại vì nó rất là bức xúc cả nhà.
chào Phạm Hoàng. Nó rất là bức xúc, và hôm nói chung là cả đêm hôm không có ngủ cả nhà. Rồi mình sẽ cho biết tại sao, lý do sao mà chị Lan phải kêu đúng tên của Ngô Quân. Nó có rõ ràng hết á, nó có rõ ràng hết á cả nhà. Và Ngô Quân sẽ cho cả nhà biết một cái tin vui, bữa nay là coi như có người hết tiền nha. Tôi là cảnh báo trước là đâu có nghĩa là tôi đâu, tôi nói như thầy Duyên vậy, như thầy Pháp vậy, không có khác một chút nào hết á. À không, tại vì biết sao không, hồi đó tới giờ mình chưa có bị ai chửi, mà coi như không dám chửi, không dám động tới Ngô Quân nữa. Mà bữa nay lên mạng xã hội, chính cái người mình tin tưởng, chính cái người mình đặt niềm tin, chính cái người mình tôn trọng lại lên chửi xúc phạm một cách, lên chửi mà xúc phạm mà không phải xúc phạm Ngô Quân thì Ngô Quân không buồn, nhưng mà xúc phạm coi như là những người chết, coi như mười đầu chín đầu mười kiếp gì đó của Ngô Quân mà đời đào mãi lên, Ngô Quân rất là buồn cả nhà. Em chào chị Asi, chào Nhung Đen. Bữa nay Ngô Quân biết chào rồi, thấy em biết chào Asi rồi. Chiều nhờ hỏi mới biết. Chào Phạm Hoàng. Bây giờ Ngô Quân hát bài hai bài để xóa trích nghe ngang nhạc, rồi Ngô Quân chia sẻ nha. Chào Hiếu Hoàng Bình Duy. Và Ngô Quân xin tặng cho quý khán giả bé nhạc được mang tên Những Chiến Xe Trong Cuộc Đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống trong ngày. Hay chưa bác nhà, cái điệu nhạc nghe nó hay không? Chị giọng hay ra đĩa, chị ủng hộ cho em nha. Để em in ra đĩa, bài cô đi rô. Để em in ra đĩa em bán nha. In ra YouTube em gỡ bán nha. Và sau đây Ngô Vân sẽ hát bản nhạc được mang tên Thước Đo Lòng Người. Bữa nay cả nhà, Ngô Vân chia sẻ không hay không lấy tiền. Khách vô cho Lâm đi cả nhà để coi khách nha. Karaoke Thước Đo Lòng Người. Đúng không, quá hay cái bản nhạc này, cái điệu nhạc nghe nó quá hay cả nhà. Đây là cái gì vậy? Sầu riêng, kem. Ồ, đây là phân đấy. Ha ha ha, đoán đúng.
sâu sâu lý thức đó. Lòng người trong gì vậy nè? Trời sao nó nhảy lại nghe nha. Bấm vô cái nó nhảy 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 gấp hai lần. Chào cái bảy hồn, chào chị Nhật Nguyễn Trung, chào chị Bất Hòa, chào cả đất trời, chào chị Quan Thị. Lời ngọt trên bờ môi, xót thương hay đất xa cơ mới thấu tình thầm, dặm ba câu gọi là thầm hỏi, chỉ mình đời kia cả lương tâm. Lời nào cho nhau, dẫu chi mau quên hương. Sông sâu lấy thức mà đo, lòng lòng người trong cánh tắt, mà làm sao đó được. Lòng lòng người không chống ta đo, đời có mấy ai xem xe trong sáng lâu, có chắc chỉ là có lòng và thắm sâu. Lòng lòng người như vực sâu, tôi biến trong thua không còn gần kết. Năm xưa đời ta mới hiểu ra, chào em ơi, chào hiếu mộng của em. Sống sâu lấy thức mà đo, lòng lòng người trong lòng kẻ ta, mà làm sao đó được lòng người. Những người ơi, thế ai những tình, lòng lòng người không tính đa đo. Năm xưa đời ta hiểu lòng nhau, giá cơ chắc chắn tự đi, không mơ tua không còn gần kết. Năm xưa đời ta hiểu lòng ai. Chào nghệ sĩ, chào cả nhà. Và sau đây có sự yêu cầu một người em nhắn tin kêu Ngô Quân hát tặng bài cổ, thì thôi để Ngô Quân cũng chiều khán giả như cả nhà, để vô cho đông đông mình chia sẻ luôn nha cả nhà nha. Và Ngô Quân sẽ hát tặng cho một khán giả yêu cầu và tặng luôn cho khán giả có mặt buổi live của Ngô Quân hôm nay. Bản nhạc được mang tên Tăng Cổ Tiền. Tiền nha, tiền chứ phải tình nha. Karaoke Tăng Cổ Tiền. Bữa nay vừa nói về tiền, đạo đức cũng tiền. Ôi tình là chi sao
À, rồi xin nỗi bà con cái bánh tiền đó nó không hay bằng bánh tiền đây. Ai là đang bị đau nhức cái xương khớp là thoát vị. Tiền nó không hay là tiền. Thank you.
câu xấu nó dồn lại, tiền cho anh đi đến bên người và tiền cho tôi cả một cuộc đời cô đơn, cũng là đồng tiền, tiền là cái chi. Ok cả nhà, rồi bắt đầu chia sẻ. 300 anh em đâu vô, 300 anh em đâu sao không thấy vô ta? Cho Ngô Quân xin chào tất cả anh chị em có mặt buổi live của Ngô Quân hôm nay. Chào Phúc Xuân, chào Hà My Trần, chào em Hà My Trần nha, chào Cóc Ken, chào em Yên Phương, chào em, chào em Sài Gòn, chào em Bắt Cũng Chó. Thì giờ cho Ngô Quân chào tất cả anh chị em, mấy anh chị em hồi nãy mình chào trước, bây giờ mình chào mấy anh chị em sau. Thì Ngô Quân luôn luôn chúc cho quý khán giả thân thương, anh chị em trong nước và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn và thành công tinh bời lãnh vực. Thì hàng ngày qua tôi không có quan tâm cái kênh rác thúi ở ngoài Quảng Ninh, tôi không có quan tâm, nhưng mà chào Ngọc Mai Nguyễn Thị, nhưng mà có khán giả nói với tôi á, là hắn nói á, chào chị Nhật Nguyễn Trung, chào Phong Lê, hắn nói là tôi cắt ghép. Nhưng mà ở đây tôi nói cả nhà này, đa đề chắc có cái tánh đó mới nói người ta vậy, chứ cậu đó với Ngô Quân không có cắt ghép. Tại vì cả nhà biết sao, cái đoạn nào kêu đúng tên Ngô Quân thì Ngô Quân lấy cái đoạn đó Ngô Quân đưa lên. Tại chị Lan nói đòi đào mã, đòi đào mã về chín đời 10 kiếp của gia đình nhà Ngô Quân, nó kêu đúng tên Ngô Quân mà, đúng không cả nhà? Chào Quang Hà. Thì Ngô Quân chỉ có đưa một đoạn đó lên, thì Ngô Quân chỉ những cái là cái mã đó là để nhờ, coi như là để kêu cho chị Ngô, chị Lan ra để đạo báo lên. Tại chị Lan bây giờ chị đạo cái nghề là cái nghề bốc mộ, ở trong thành phố kêu bằng bốc mộ, mà ở ngoài của Ngô Quân kêu bằng làm cái nghề hút cốt đó cả nhà. Đó, thì chị Lan bữa nay chị đạo ra qua cái nghề, không có còn đi buôn đất nữa, chị không có còn đi buôn đất sổ đỏ sổ hồng nữa, mà chị buôn đi làm cái nghề bốc mộ. Đó, thì mình đưa những cái, mình đưa cái mộ còn đẹp như vậy là chị Lan có bốc được hay không, đó đơn vị. Nhưng mà Tốn Trần lại nói là mình lại là cắt ghép. Nhưng mà ở đây tôi nói cho cả nhà nghe nè, tôi chỉ đưa bao nhiêu đó thôi, là làm chờ 5 tiếng, là làm bức xúc biết bao nhiêu người khán giả, biết bao nhiêu người anh chị em, toàn bộ ở đây ai cũng bức xúc hết. Chỉ có những con người u mê người ta không bức xúc thôi, đúng không? Ai cũng u mê thì họ u mê thì họ không bức xúc. Chứ còn ai mà nếu họ có một tấm lòng và một có cái tình yêu thương, và họ hướng về những cái người mà đã khuất, thì người ta đau lòng, người ta bức xúc, đúng không cả nhà? Đó. Còn những con người mà trái tim sỏi đá, trái tim gỗ đá, trái tim lạnh, thì họ không có bức xúc, họ ai vui. Đó. Thì họ nói là cái gì? Tôi thì cắt ghép, nhưng mà tôi chỉ có một nhiêu đó thôi, chứ tôi không có đưa thêm một cái đoạn cuối. Là khi chị Lan còn chửi cái đoạn cuối là cái gì? Được ỉ trên mã nữa kìa, nó muốn đau lòng hơn cả nhà. Nhưng mà ở đây tôi nói, khôn đâu kiếm về mà kiếm đồ ngu. Bởi vì ta thường nói cái gì? Không sợ kẻ địch mạnh, nhưng sợ cái đồng đạo ngu. Đồng đạo ngu nó muốn cho tôi để đưa ra hết cái cục đó, thì tôi chịu, tôi đưa ra. Tại vì tôi đưa cái hình ảnh mã mồ và những đứa con tôi dạy hồi Tết đây, là coi như mẹ con tôi đi xuống tảo mộ, tôi chụp cái đó tôi đưa lên, mà nó nói tôi thì cắt ghép. Đó, nó nói tôi thì cắt ghép, sao không đưa đúng cái nguyên bản của nó lên? Thì muốn cần thì tôi đưa nguyên bản, tôi đưa cái đoạn từ lúc mà kêu tên tôi, đúng không cả nhà? Đổ về xấu, muốn thì tôi chịu thôi, tôi đưa nguyên cái bản tôi, chị Lan ngồi nói luôn, mặt hầm hầm hồ hồ chữ kêu tên tôi luôn, đúng không? Nhưng mà ở đây á, tôi nói cho cả nhà nghe nè, lập luận nó bị cùng,
nó bị đi vào ngõ cụt rồi. Kêu đúng tên và rõ ràng đồ chữ người ta thì cả nhà có nhớ, tôi nhắc cho cả nhà nhớ. Cái clip cách đây 2 ngày, cái clip 2 ngày cả nhà nhớ, tôi sẽ nhắc cho cả nhà nghe. Cách 4 ngày trước là Ngô Quân phát lên những cái clip mà Duyên Mai, tại vì đáng lẽ Ngô Quân không có phát đâu, tại vì chị Lan á chỉ chia sẻ những cái đề tài của Duyên Mai á, chị chia sẻ lên tác cộng đồng vô ủng hộ, chị lên chỉ khen là con gái của mẹ, con gái cưng của mẹ, con gái hiếu thảo của mẹ, nhưng mà chị đâu có biết là chị lụm cái đứa con gái đó là một đống rác thúi về nhà, chị đâu có biết. Thì tôi mới thấy như chị, tôi mới đăng những cái clip mà tôi còn giữ lại cái kỷ niệm hồi đó, là nó lên cái chữ sư phụ thầy âm nợ, và tôi lên tôi phản đáo lại, tôi lên tôi lấy cái đó để mà làm cái gì, tôi tải cái đó về, khi mà tôi muốn phản biện ai thì tôi tải viên một cái clip về để tôi phản biện cả nhà, cho anh nhà nên hiểu gì. Khi tôi phản biện một cái gì đó tôi có cái bằng chứng tôi mới phản biện, còn tôi không có bằng chứng tôi không phản biện, tôi không có thao thao bất tuyệt mà tôi đi dựng chuyện. Nhưng Tôn Trần dẫn chỉ xong rồi xóa clip, chữ người ta xong xóa clip, đặt điều xong xóa clip, ở đằng sau đi nói xấu người ta xong đâu đầu xóa. Rồi cháu, tôi không có như vậy nha, ở đây tôi không có cái kiểu đó. Cho nên tôi mở cái đó lại tại vì tôi nhắc nhở chị Lan. Tại sao tôi nhắc nhở, tại sao lúc đầu tôi không nhắc nhở mà lúc sau tôi nhắc nhở? Nó có cái nguyên nhân của nó. Tại vì cả nhà nên nhớ, cái ngày đó nó chia sẻ thì chị Ho Nguyễn Ba là em của chị Lan đi vô trong đường lai nói cái gì đó tôi không biết, nhưng mà có khán giả chụp gỡ qua lại cho tôi và quay tua một cái đoạn đó, nó đuổi chị Ho Nguyễn Ba đi ra đạo đức giả, nó đuổi chị Ho Nguyễn Ba, chính là chị Ho Nguyễn Ba là em của chị Lan, em ruột nha, chứ không phải em bày ngày bạn nhạn, mà không phải em một em mà coi như 2-3 cây gánh mà nói lại. Đó là em ruột của chị Lan, đi đâu cũng có chị có em. Nhưng mà nó đuổi vào cái đường lai vô ủng hộ cho nó đuổi chị Ho Nguyễn Ba đi ra, nó mắng cho là đạo đức giả, cho Đa Đề đạo đức giả, cho chị Ho Nguyễn Ba là đạo đức giả, để cho toàn bộ trong khán giả trong cái đường lai đó. Nhưng mà cái đường lai đó chị Lan chia sẻ về tất cộng đồng ủng hộ cho Duyên Mai. Như vậy tôi hỏi cả nhà, ruột bỏ da ra mà da bỏ vào. Cho nên từ chỗ đó tôi mới lấy lại gậy ông, tôi đập lưng ông, tôi đề cao cảnh giác cho chị Lan. Đó là một cái bom nổ chậm đang kề cận chị Lan, thì hôm nay nó nổ chậm y chang, đúng chưa? Những cái gì chị Lan lên bút xúc chà đạp và chữ đào bồ cốt mã dòng tộc của tôi, nó có cái nguyên nhân, tôi suy nghĩ ra có cái nguyên nhân là tại sao kề cận chị Lan là có con Duyên Mai, nó đốc thúc, nó làm cho chị coi như đại khái á, tăng bốc chị lên, nó xúi giục chị. Chị Lan ngày nào đó mà Ngô Quân tôn trọng, Ngô Quân yêu mến và Ngô Quân kính trọng, Ngô Quân nể nang, thì hôm nay chị Lan chạy tổng trần, chị Lan đem một cái đống rác túi đó và đem một con người, một con người á, ở đây tôi không còn nói gì, cái đống rác thải hết, hết sử dụng và hết coi như là phế liệu, người ta không sơ chế được để đem về đó. Tôi đưa ra những cái clip đó là để làm cái gì? Để cho chị Lan sáng suốt nha. Tại sao tôi lại nói là chị Lan là chữ thẳng mặt tôi, và chị Lan có ngày hôm nay lại kêu tên của tôi ra và xúc phạm mã mồ chính đầu 10 kiếp của tôi ra, nó có cái nguyên nhân. Cả nhà biết lý do gì không? Nguyên nhân đầu tiên là cái gì? Tôi đưa nó lên nó chữ sư phụ thầy ông nào, thì nó điện thoại cho chị Lan trên cái đường lai, chị Lan đang lai và có người tua lại cái đó gửi cho tôi. Đây, tôi cho cả nhà nghe, nó có từ nguyên nhân hết. Cho nên chị Lan kêu thẳng tên tôi, bữa nay đừng có chớ lấp liếm là không phải chữ Ngô Quân nha cả nhà. Xin phép cả nhà hút lưới thuốc ra cả nhà, mình hút lưới thuốc mình mới tỉnh táo được, mình mới tỉnh táo được và mình chia sẻ nó văn minh và tử tế, mình mới coi như là mình mới có một cái lý trí, chứ để không á là mình không phải bắt chước theo Đa Đề mà lên chửi, lên xúc phạm, lên chà đạp.
đây tôi cho cả nhà có cái nguyên nhân, có cái nhân nhân cả, kể cả từ đầu. Và tại sao lại nguyên nhân chị Lan kêu đúng tên tôi mà bây giờ nói là không phải chữ tôi, cái đó sai hết. Ở phan đa đề này và phan sự thật chúng tôi đều lớn hết, trong đó xúc phạm tới tôi. Tuy cái chữ của tôi, cái học quán của tôi nó ít, đúng không cả nhà? Nhưng cái sự hiểu biết, cái trí tuệ thông minh của tôi không ai qua mặt tôi được hết á. Không ai qua mặt tôi được hết nha. Nói thì phải chịu trách nhiệm mình nói. Những cái gì mình nói thì mình chịu. Thà rằng nó lúc đó bức xúc quá, đúng không? Có con viên mai nó thọc hắn nó này kia kia nọ bức xúc quá. Rồi cái bắt đầu cái nó điện thoại. Con này nó điện thoại nó nhắn tin tôi biết bao nhiêu, nó xúi dục tôi biết bao nhiêu. Nhưng tôi có cái lý trí của tôi. Và nó điện thoại nó nhắn tin nó nói về mình tu. Nó nói lắm tu Nga biết bao nhiêu. Nhưng mà mình tu cũng có cái lý trí của mình tu. Chị em chúng tôi nói là đừng có tin con này. Tin con này là đi sai hết. Tin con này là coi như đại khái là mình vu khống cho người ta. Nó có chuyên môn là nó nói nó có đoạn ghi âm người đó nói xấu người đó người kia nói xấu người kia. Nếu đưa và nó nhắn tin nó nói y như đúng rồi. Mình mà nghe nó mà mình biểu đưa bằng chứng thì nó không đưa đưa ra thì sợ mình đau lòng. Để chi? Mình lên mình tấn công người đó, nó vừa lòng nó. Tôi nói thiệt, chị Lan bị sa vào cái bẫy của một, bị sa vào cái bẫy một cái bom nổ chậm này, cho nên mới chửi mới chà đạp xúc phạm gia tộc gia phả nhà Ngô Quân. Ở đây tôi nói nó có bằng có chứng hết, chứ tôi không có nói sai. Bữa nay nó rõ ràng rồi đó, bữa nay nó quá rõ ràng rồi. Bữa nay đó trở mặt đọc đoạn nữa tôi đưa cái hài cho cả nhà nghe luôn. Bữa nay tôi nói đường lai nên nó sẽ dài, tôi kéo sẽ dài để cho cả nhà thưởng thức. Em chào chị Ngô Bùi nha. Đây tôi cho cả nhà biết nè. Đây tôi cho cả nhà nghe tại sao lúc nó tôi lên like lúc nào chị Lan cũng lên từng giờ và tôi chia sẻ cái đoạn nó chửi sư phụ thầy ông nội thì cái đường like đó nó biết chị Lan có trong cái đường like chứ phải không đâu. Con này nó nhanh lắm, nó mà nó coi như là đại khái nó chuyên gia mà. Con này nó yêu quái lắm chứ phải nó hiền gì đâu nha cả nhà. Gần gũi nó tôi nói thiệt, phải cái đầu, phải cho cái đầu lạnh, phải cho có lý trí, chứ không là nó dẫn dắt. Đây khi tôi chia sẻ tôi đưa cái đoạn ghi âm của sư phụ thầy ông nội thì nó điện lên chị Lan nha. Và nó điện nó học phước với chị Lan, nó nói bà Ngô Quân đưa cái đoạn ghi âm là đoạn clip cũ của nó, là ý là nó chửi sư phụ thầy ông nội mà nó lại nói là nó chữ Lê Tùng Vân chứ nó không chửi sư phụ thầy ông nội nha cả nhà. Rồi chị Lan lại bức xúc mà không chữ nó mà lại chữ dẹt mặt qua tôi. Đây cho các bạn nhà nghe. Bạn lão mày là nên bị thằng già lắm. Ngài tôi thử học một tiêu ngay gì vậy? Cái con mắt dạ này nè, cô la nó nói thì kêu la giận mày giận nó xử lên clip thì thả tiền. Vì con nói ông Long Tùng Dê chứ con nói ông cụ Tùng Dân đâu. Trời có vụ gì vậy? Kệ nó đi, xong rồi mày có quan trọng cái bài của nó phản biện. Mày cứ lo hoài chuyện nó phản biện kệ mẹ nó. Bữa nay cô có lên live không vậy? Ủa gì, tao đang trên live mà. Ủa gì? Cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy không? Bước đầu mà hồi đó tôi nhớ nha cả nhà. Khi chị lên trên live là mà ai mà vô mà nói chia sẻ chị chữ dẹt mặt người đó. Chữ chia sẻ dẹt mặt người đó.
kể cả cả nhà nhớ cái lúc mà Sunny Bunny không? Lên đường live khuyên chị không, điện thoại khuyên chị không, chị tắt không cho, chị giúp Sunny Bunny liền, chị tắt không cho Sunny Bunny chia sẻ, hoặc chị Hoa Nguyễn Ba em của chị, hoặc tất cả ai chia sẻ, chị đang chia sẻ mà chen trong đường live của chị, mà làm chị tức chị chữ dẹp mặt liền. Nhưng ở đây nó nói là nó chữ Lâm Tùng Dê chứ nó không chữ Thiền An, thì tại sao chị không chữ nó, phá đường live của chị? Như chị là một người, chị là một người fan Thiền Am là đa đề, chị phải chữ cho đúng. À, tao đang like, mày hơn thua với con ngu quân thì mày hơn thua, đúng không? Mày có chữ người ta mới đưa lên, mày đừng có phá đường like, chữ dẹp mặt nó. Như vậy đúng là đa đề, đúng là cây đa cây đề, đúng là một lão bà. Đằng này không dám động tới nó, đúng chưa cả nhà? Chữ dẹp mặt nó chia sẻ kệ mẹ nó, vậy chữ ai cả nhà? Phải chữ tôi không cả nhà? Phải chữ Ngô Quân không, đúng không? Đó là điều tôi đang nhắc nhở. Chứ dẹp mặt Ngô Quân thì tôi có nói một câu nói sao? Tôi có nói câu nói sao? Cái đây là chị Lan á, chị mới bước đầu, tính chị nóng lên tương lai, nhưng tôi buồn thay cho chị đối xử nó không đúng một người chị mà tôi tôn trọng. Đó là một cái clip đầu tiên. Và tiếp tục, tiếp tục ở đây tôi nói nha cả nhà, tại sao mà tôi lại lên một cái clip tiếp hàng ngày kia, chịu kia một cái clip? Thì canh trưa đó cái clip Thảo Vũ tôi vẫn vô tôi nghe để Thảo Vũ chia sẻ, thì chị Lan điện thoại lên chia sẻ trước, và con Duyên Mai nó chia sẻ, cái họng nó cà ép, cả nhà nhớ tối lại tôi lên like tôi cà khịa không? Và cái clip đó tôi có cà khịa và tôi có nói chị Lan nha. Từ cái đó nó mới xảy ra cái câu chuyện là chị Lan lên chữ Đào Bồ Quốc Mã, chính đời mười kiếp của dòng tộc nhà tôi. Tôi nói ở đây phải hiểu, và chị Lan phải nhớ lại những gì tôi nói, và tất cả trên cộng đồng mạng này tôi nói tôi sẽ đưa ra cái bằng chứng. Em chào anh Ba, tôi chào em Liên Thị, tôi không du không ai chạy chị Ngô Bùi, và chào em Xuân Nguyễn, chào cô Nguyễn. Tôi đưa ra tất cả những bằng chứng, nó có cái nguyên bản của nó như thế nào, và nó có cái chữ của tôi như thế nào, nó kêu đúng tên của tôi. Đó là điều tôi sẽ đưa cái bằng chứng ra. Tại vì sao? Cái đêm đó là nó học chị Lan cái chữ là chết, kích chết mẹ tôi rồi. Thì trưa mai lại Thảo Vũ lên đường live, thì chị lên chị chữ, nhưng chị không chữ tôi mà chị chữ Như Quỳnh. Chị chữ dơ giấy tục tiểu bẩn thiểu. Thì tôi thấy tôi không chấp nhận. Bữa nay chị Lan lại đi chữ, đi chà đạp mà đi chữ không thể nào tả nổi. Nói về vấn đề tồn cái đó rồi, thì cái đó đã nữa tôi mở cái hài của Điền Vlog cho cả nhà nghe, chứ tôi không có nói cái chuyện đó được, tại giờ đó tôi không biết tôi tục. Tôi nói tục tôi mắc cỡ cái miệng vô cùng cả nhà. Cái bản tính tôi xưa giờ tôi không biết nói tục. Vợ chồng tôi nghĩa ghét nói tục á, tục tiểu tôi ưa. Tôi mà ra ngồi chỗ nào ai mà ngồi mà nói tục cái là tôi đứng dậy. Tôi chửi liền nó, tôi ghét nói cái nói tục, mở miệng nói tục. Nó cảm thấy nó mắc cỡ sao đâu á. Tôi không có thích nói tục đó. Thì tôi thấy như vậy thì tối lại tôi lên một cái đường like. Đây, cái đường like của tôi nó có minh chứng rõ ràng. Đường like tôi có nói là sao? Chị Lan, cả nhà nhớ cái đường like đó, tôi lên đường like là cái bữa đêm đó. Là cái đường like đó là Thí Quân, biểu đưa hình của Thí Quân lên đó, tôi đưa cho cả nhà coi hình Thí Quân. Rồi sau lại tiếp Thí Quân vừa xuống like thì em Vinh LV đưa cái hình đó, tôi đưa lên cho cả nhà nghe coi ngự ở trên ghế phát đốc tôi cười không, chị em mình cười không. Thì cười xong đu xuôi đèn vàng bắt đầu tôi chia sẻ, cả nhà nhớ cái đường like đó, đường like cách đây 2 ngày. Cả nhà nhớ cái đường like bữa đêm đó, cả nhà ai nhớ không? Chắc đông ai cũng phải nhớ mà, tôi nói phải cho nhắc cho nó nhớ, cho cả nhà nhớ cái đường like mà Thí Quân rồi bắt đầu Vinh đưa lên ai cũng thấy đẹp trai đó, đó đẹp trai hơn Tốn Cần đó. Cả nhà nhớ cái like đó không? Ai nhớ đưa dần tôi cái nhớ cái số 1 thôi đó. Bữa đó là có Liên Thị,
bữa đó tất cả các anh chị em là nói đẹp trai đó, đó đúng chính xác đúng không? Thì cái đường like đó khi xong đưa em lên thì tôi có chia sẻ, tôi nói chị Lan ở kênh chị Lan á, thì chị Lan khóc qua bên kênh của người ta, của Thảo Vũ của người ta thì Lan chị Lan chữ bất chấp đúng không? Và tôi có chia sẻ cái vấn đề là con Duyên Mai nó nói ú rồi chúng ta cười không? Tôi nói ở Linh Thiên không? Thiền Am Linh Thiên không cả nhà? Đây, tôi mở nó có xét có chứng thì tại sao chị Lan lại kêu đúng tên tôi? Hôm nay tao mở này, hôm nay chị Lan mở này, chị Lan mở lại này, trên đường like này, chị Lan không phải sợ gì tụi bay. Mà chị Lan mày không mở, nhưng mà tôi yêu cầu chị Lan phải chữ bất chấp trên đường like của chị Lan. Tại vì chị Lan lên đường like hay khóc thì tôi nói hay khóc. Và chị Lan qua đường like của người ta hay sổ tục tiểu dơ giấy thì tôi nói tục tiểu dơ giấy. Nhưng chị Lan chữ tôi và đưa cái câu nói đó y như cái lời tôi chia sẻ gì, tôi hỏi cả nhà chữ ai? Phải chữ tôi không? Đây, tôi cho cả nhà. Tôi nói phải có sách và mách và phải có chứng. Chứ không phải, có phải nhờ đó đâu. Đi theo đa đề, đi theo gai trong, đi theo bóng tớ mù mịt âm u. Để mà lên, hãy nghe người ta nói, ta chữ cái chữ lại, nghe ta chữ lại bất chấp. Bữa nay tôi học hỏi cái cách chia sẻ trên mạng xã hội, cái cách làm YouTube để cho người ta nghe được những cái gì, những cái hiểu biết, những cái gì người ta chưa biết được cái câu chuyện nó như thế nào, mình phải phân tích ra và đưa cái bằng chứng ra. Vậy mà còn cháu leo lẻo, chứ không phải lên chữ rồi đã rồi bắt đầu vô không ta. À bà ngu không này, bà gạt tố Nga 500 triệu 600 triệu bạc tên bạc tỷ từ Mỹ tới con mà sợ cắt bỏ. Rồi bà Ngô Quân ở làng địa phương bà có bà đó tên Thanh, bà gạt bán đất cái gì 350 triệu, bà dụ ăn rồi người ta khùng ta điên, chữ ta rồi cái ta khùng ta điên, rồi cái bắt đầu cái bỏ đó, rồi bắt đầu xóa bắt bỏ, rồi cái bắt đầu chữ người này người kia vô không, người này người kia nào cái xóa bắt bỏ, rồi cái bà vô Ngô Quân bà đi lừa đảo bà gạt gẫm ha này kia cái nọ xóa bắt bỏ, không coi lại con người của mình. Còn cái đời của Ngô Quân nói là chịu trách nhiệm không xóa. Khi nói chia sẻ một cái gì nó có bằng chứng, nó có nguyên nhân, nó có nguyên do của nó nha. Đây tôi cho cả nhà nghe cái đoạn này. Tại tôi không có máy tính, tôi xài bằng điện thoại, cả nhà thông cảm. Có máy tính thì vô nó dễ hơn. Kéo tao cái khúc đây mà cả nhà nghe nha. Em còn nghĩ một chút tình nghĩ chị em, nếu mà chị còn chữ mẹ em nữa mẹ em chết, em báo với chị biết, chị ra nhà em. Tại khúc đây lộn cái khúc đây này cả nhà. Em khổ nhiều rồi mà, chứ đâu có còn khổ như chút này nữa đâu, có nghĩa lý gì đâu. Em bị tố trần nó sử dụng cái chữ nó trà đẹp đây. Nhà đầu em báo cho chị Lan biết luôn, già điện nói chuyện với em như thế nào. Để em không muốn chia sẻ những nhân tài để về để phụ giúp với Thiền An. Tôi tưởng đâu tôi là cũng người anh hùng hết chứ, nhưng mà cuối cùng tôi dọn lại chị Lan còn hơn. Chị á, chị đưa
Em thấy như mình đâu ạ. Thì từ từ rồi. Rồi nói đi chứ. Đây cái nhà nghi này. Đấy. Hả? Bắt luôn mà ớ đâu. Mày lên chỗ còn muốn không á. Mày đang điên mà tao thấy. Lao quyền cái tập. Nắng. Kéo qua cái đoạn này cho nó mô cả nhà. Cũng đặt. Mà mạnh thường quân ta thương Thiền An mà chỉ có những đứa ngu là một ổ động để mà đi lấy nó điện nó nhắc vô mình lên mà chị lên nó chị con xin lỗi nha em cảnh báo luôn nha cả nhà nhằm chứng giùm tôi nha chị em nói thiệt luôn á nói thiệt luôn nha nhân chị lên tiếp tục cả nhà nghe lại vòng này lại tiếp này không này gì vậy con mất dạy này nè cô la nó nói thì kêu cô la giận mà giận nó tự lên mới lít nóng máu thôi mới lần đầu mà em bỏ qua cho chị nhưng mà nói chị đang nghe nè chị làm sao để cho em nể chị làm sao để cho em nể nha chứ đừng có xúc phạm thà chị chửi em chịu chứ còn đừng có chửi tao mẹ em tới cha em đó là em đang khuyên chị đó em đang khuyên chị đó từ bữa tới giờ em chưa em phản biện chị đừng cái này cái kia chứ chưa bao giờ em xúc phạm chị một cái gì nó nặng chưa nha cả nhà đồng ý cho ngô quân nha chưa nha nha nhưng mà chị chửi đây là chị xúc phạm em rồi đó đây là lần đầu của chị đây nha lần đầu đó, em còn nghĩ một chút tình nghĩ chị em nếu mà chị còn chửi mẹ em nữa mẹ em chết em báo với chị biết chị ra nhà em cho chị cũng biết mẹ em chết cha em chết mẹ em mất cha em mất nha mẹ em rất là người khổ để nuôi tụi em nhưng mà em ghét nhất những người nào chửi mẹ em và chửi cha em đó là em đang cảnh báo chị đây cảnh báo trước đó đây tiếp tục và tôi cho cả nhà nghe tiếp màn hai cảnh hai ngày qua Duyên Mai chửi rồi đúng không đây tiếp cảnh chi tiên nghe qua chữ tới cái khúc qua mấy rồi đó 57-34 ta hỏi đến 5 năm rồi còn bây giờ toàn lộn lên với toàn trục lại đó sắp sửa diễn ra nữa mà tụi bay còn đi lên trên mạng tụi bay chửi người ta là chửi kiểu gì kỳ vậy hả kệ mẹ kì ha mà biết tao bên Mỹ tao làm bỉ hết á cái con Ngô Quân là tôi sẽ Ngô Quân nói là phải có hồi chiều Ngô Quân đi làm về lúc 5 giờ kém đang mày qua trầu qua đất luôn mày là cái đinh gì hả ở đây nói thiệt này Nam Râu thương Ngô Quân rất tôn trọng Ngô Quân tại vì sao Nam Râu biết Ngô Quân là thương Thiền An thật sự chính Nam Râu là người ở bên Facebook lên tiếng mạnh mẽ bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm đó bà Nguyễn Phương Hằng có tấn công Thiền An tôi bay qua Facebook tôi đi tìm những nhân tài để về để phụ giúp với Thiền An tôi vô luôn tôi năn nỉ Nam Râu luôn tôi xin kết Zalo khi mà kết Zalo chưa kết Zalo thì tôi thấy trong điện thoại tôi gọi bằng điện thoại luôn tôi nói chuyện tôi tâm sự với Nam Râu rồi những gì Nam Râu với tôi đưa thông tin và tôi kết Zalo mỗi đêm tôi tâm sự tôi nói cái hoàn cảnh của Tâm Thiền An chính tôi là người đi tìm Nam Râu nè tôi biểu Nam Râu đi về nè để phụ giúp cho Thiền An nè mà chính tôi cũng nói chuyện với Nam Râu biểu Nam Râu là đừng có binh Hồng Sơn và Hồng Thanh này mà Nam Râu không nghe tôi này thì lúc đó tôi với Nam Râu có gây lộn Zalo hai chị em tôi gây lộn Zalo và Nam Râu rất là hiểu tôi chứ tại sao chị Lê Minh Tú đi vô tôi được lá khi mà Nam Râu đã chia tay với là Hồng Thanh với là Hồng Sơn thì đi vô chị Lê nhảy vô ủng hộ Minh Tú không ủng hộ mà tại sao Nam Râu lại dớt Minh Tú với chị Lê mà không dớt tôi cho nên chị Lan lên đây nó ngu quân nó vô mà không đuổi nó mà tại sao đuổi chị Lan Nam Râu biết điều chứ chị Nam Râu nó rất biết điều em rất biết tính Nam Râu mới thiệt như vậy đó nghe Dương Mai đừng có đi nổ láo lỗi không ai hỏi thì láo luôn mày đi Nam Râu mày ghi âm dùm cái tao tin đó mày ghi âm mày tao gõ qua cho Nam Râu liền chó mày ghi âm mày nói Nam Râu năn nỉ mày đừng có chửi Nam Râu nữa đi mày ghi âm dùm tao đi Duy Mai lâu
tập nổ. Năm rau nó coi mày như cái đống rác thải mà mày đặt lên nổ rồi đi. Năm rau đồ, năm rau nói đồ, tối đi lên chữ này kia kia nọ. Rồi nào là lên chữ, rồi năm rau kêu chết được tự nhiên, tổng sổ mày chết, nó chết được tự nhiên nữa, nắm đâu vậy? Tổ quốc mã, tổ đem cho đời nội ngoại cụ tổ, cụ quan, cụ ngoại mười mồ mã từ đời đất nét nào từ từ, từ là bằng thời trên bằng thời dưới nó cào xuống một lần cho. Đó cả nhà nghe chị Lan không? Chị Lan cái chữ thu gì duyên mai không cả nhà? Hay quá chị Lan mãi đỉnh. Công nhận bữa nay mới biết chị Lan cái tài chữ chị Lan mãi đỉnh, chị Lan của em mãi đỉnh. Vỗ tay cả nhà, hay quá chị Lan. Công nhận chị Lan chữ công nhận luôn, không sốt luôn cả nhà. Hay quá chị Lan ơi, tiếp tục nghe chị Lan nói tiếp cả nhà. Rồi đó. Ngày mai á, đây là tôi sẽ liên kết với thằng Năm Râu rồi. Nó lôi á là bàn thờ cái con Như Huỳnh, tôi sẽ nhảy lên phụ. Mà hãy mà tôi á, bắt đầu tôi lôi bàn thờ con này là tôi cho thằng Năm Râu lên phụ cho Tiểu Lê nha. Nhớ chưa Tiểu Lê, giữ mai. Con kêu Tiểu Lê lên luôn đi. Kêu Tiểu Lê lên luôn. Kêu Tiểu Lê lên luôn đi chị Lê. Trời ơi, công nhận chị Lan mãi đỉnh quá. Bữa nay em thấy chị Lan chữ mà công nhận bữa nay chị Lan gom duyên mai về chính xác luôn đó chị Lan. Hay thiệt luôn. Công nhận bữa nay hồi đó trò đó giờ nha. Trong khi tôi có câu chuyện của Thiện Anh trên 5 năm, 5 năm chưa từng thấy như bây giờ, khi nhờ cái câu chuyện mà chuyện bà Ho này mới lòi ra mới biết. Công nhận chị Lan chị chữ mãi đỉnh cả nhà. Tôi chịu á, tôi chịu cái chữ chị Lan á thôi, tôi thua. Tôi tưởng đâu tôi là cũng người anh hùng hết chứ, nhưng mà cuối cùng cái dòm lại chị Lan còn hơn gấp trăm lần hết cả nhà. Cả nhà nghe tiếp nè. Quý gì đâu nha. Mày không biết, mày đứng gà bên bên. Nè. Cô Lan hai lúa. Bây giờ nè, nhất định sẽ kết nối lại với Tiến Dũng. Tiến Dũng. Đâu cần chị nói đâu, bữa giờ chị kết nối rồi còn gì nữa. Chị đưa bài hát Tiến Dũng chúc chị sinh nhật rỡ, chứ đâu phải bữa nay. Cái đó bữa giờ đầu về đi bên nhau ta nói lại tình xưa rồi mà. Ai cũng biết cái đâu phải bữa nay đâu chị Lan. Về bữa giờ rồi, trời ơi, mới bữa nay nói. Bữa giờ ta biết hết rồi mà. Về đi bên nhau rồi, sinh nhật chị đưa bài hát. Là coi như Tiến Dũng nó ngồi lên nó hát rồi, nó mừng sinh nhật chị á, chị đưa cái hình của nó lên rồi nó hát đó. Ai là không biết. Về rồi mà, đâu phải bữa nay đâu. Cả nhà nghe tiếp chị Lan nói. Không cần biết, trước kia nó lỗi lầm gì không cần biết. Mà bây giờ cô Lan sẵn sàng tẩy trắng cho đó. Ok. Mua kem tha luôn chị. Bởi vì nó mới kêu là, nó mới kêu ra đề là bằng cuối năm á đó. Bằng á, bằng là kêu bằng gì? Bằng tiện đó. Bằng cuối năm là coi như không biết nhục, không biết xấu hổ. Bởi vì nó kêu bằng cuối năm chữ chị là đúng là con gì nữa. Trời đó. Đây, đó, mày ói máu chưa, đầu đồn chưa, chú con quỷ hô. Em thấy Như Quỳnh đâu, em thấy Như Quỳnh đâu có ói máu đồ cào đồm. Nhưng mà ra đề tức ói máu cào đồm cả đống kìa. Đi vào ngõ cụt và lên coi như chữ sàn, chữ bảy, chữ bừa không chứ ói đâu. Em thấy Như Quỳnh nó quẳng lên nó cự. Đó, lên cự. Cự đó Như Quỳnh nó có tiền kêu gọi ngàn đô. Đó, kêu gọi chưa có chút mà được ngàn đô. Mà ngàn đô là có công việc lớn nha. Em nghe nói ngàn đô là có công việc cái gì vậy vậy nha. Tại sao người ta lại trong bỏ vô 100 đô? 100 đô đã hỏi vấn đề câu chuyện mà coi như ăn chặn 100 đô đó. Đó, ăn chặn 70 đô, 30 đô đổ xăng nó cũng chạy thầy cũng 30 đô đi theo đường cũng là 100 đô. Mà tại sao Kha lên trong bỏ vô 100 đô đó. Thì ngày mai hoặc là ngày mốt đó, thì từ từ rồi Như Quỳnh, cái tính Như Quỳnh đâu có nói liền đâu. Từ từ rồi cho biết sâu đó. Như Quỳnh làm cái gì cũng vậy hết ấy. Cũng phải để từ từ à. Em biết cái chuyện mà từ từ nó như thế nào thôi. Để cháu nó cũng phải từ cái lúc này đang có gạo vô mới do nước bắt lên nồi là chưa đâu cái cửa đó đúng không? Năm nữa để chị lên tiếng năm rau lên. Cái này đang bỏ gạo vô mới giữ cái đoạn mà anh nó mất cái đoạn đó bây giờ mà lên hãy mất à nên chữ. Bị cái áo mây mày lấy năm rau năn nỉ mày đừng có chữ năm rau nữa đi. Mày đi tay chứ lạnh chỉ năm rau luôn. Tôi chặt cái đó cái đoạn mà chết cực. Chú tên anh luôn đừng có bự. Nằm ở đâu rồi ta? Tôi đâu đâu. Tao mới đúng là lão à bà. Thì văn con gà. Chứ không có văn con vịt. Đấy không? Răng văn con gà. Bà ăn lúa thì văn con gà.
đâu nữa em mở cái cháu ra nó điện thoại như đường lai của chị nè, chị nắm máu luôn nè. Em ai giống chị, em bên đây em có cầu cũng như vậy đó, cho nên nó ra đề mới quê đó. Ba anh Như Quỳnh đâu có đứa, kêu thẳng Minh Như Quỳnh là bữa giờ cả nhà tiền mà hiểu rồi. Lúc nào cũng chị sẽ khóc qua kênh ta chửi nghĩa cả nhà qua kênh khác nha. Đi có đồng đây là cùng một quốc tổ tiên nó dọc đó thì cho người ta mới nói được. Tôi hồi đó tôi biết cái gì đây, cả nhà có cái đoạn đây là có đoạn đây nè. Tôi nói là chị Lan tên chia sẻ đường like của chị Lan, là chị Lan khóc không qua kênh người ta chửi nghe cả nhà nghe lên cái đoạn đây là tôi tìm nãy giờ tôi quên cái đoạn đây à, 1 phút 03 giây mà tôi lại để 1 phút 30 giây mà tôi tìm hoài đâu. Tôi chắc phép thật thà mà tôi là người muộn phụ nữ đi Ninh Thuận đó, dân dân biển mà thật thà chắc quét là chứ phải cái loại mà âm binh một dịp lộn đó luôn, đâu có tầm cỡ đó được đâu, đúng không? Cùng một quốc mã tổ tiên dòng họ chính đời nội ngoại mày ra đúng không? Đó, cả nhà thấy chưa chị Lan á, thấy chưa? Ở bên kênh chị Lan á thì chị Lan chia sẻ khóc, khóc ngã lưới, tuổi lòng khóc ghê. Lúc nào cũng chia sẻ khóc qua kênh ta chửi nghĩa cả nhà qua kênh khác nha. Đi đi qua kênh mà làm khán giả mà chia sẻ lên khóc lên mà chửi gì đó cả nhà nghe tiếp nha. Ờ đấy, chờ tối nay nghe. Đó, cái câu đó đó, cái câu đó đó là tôi có chia sẻ trên đường like của tôi mở cái đường like của chị Lan, là chia sẻ trên kênh của em Thảo Vũ, là chị Lan chữ Như Quỳnh chữ tục tiểu dơ giấy bẩn tiểu. Và tôi có lên tôi nói chị Lan ngồi trên kênh chị Lan thì khóc, mà chị Lan qua kênh người ta chị Lan chữ bất chấp đó. Rồi bây giờ cả nhà, khi cái like hồi sáng, khi cái like là hồi sáng hôm qua, sáng hôm qua đúng không cả nhà? Hồi sáng hôm qua thì chị Lan lên ngay tình cờ tôi ngủ mấy không, tôi dậy sớm. Thì tại sao ngày hôm qua tự nhiên tôi ngủ mê cái tự nhiên cái không biết sao cái tự nhiên cái tôi giật mình dậy, hình như cái nhà tôi lên cả nhà, hầu như đoán trước là chị Lan có chữ tôi cái gì, tự nhiên tôi giật mình dậy. Thì cái tôi giật mình dậy thì tôi không biết sao tự nhiên cái giật mình dậy thì tôi cái máy tôi để gần bên cái chỗ tôi nằm luôn mà. Tôi giật mình dậy thì tôi mới gõ vô thì tôi thấy chị Lan lên like, thì tôi đăng ký là coi như nhắn chuông là nó về trực tiếp, nó báo về trực tiếp mà. Tôi vừa nhắn vô một cái, vừa nhắn vô một cái là chị Lan kêu Ngô Quân. Tôi giật mình liền, tôi tưởng kêu tôi cái gì, không ngờ xả luôn rồi xuống like luôn. Đây tôi cho cả nhà coi, thì từ cái đoạn xả đó bắt đầu khi xuống like là tôi sợ xóa, tôi tải về liền, tôi làm cái bằng chứng. Tôi tức lắm cả nhà, mà chị Lan chỉ xuống like rồi, chẳng lẽ tôi điện Zalo tôi chửi lộn, tôi không chửi, tôi tức nhưng mà tôi để tôi nén. Chứ phải như hồi đó tôi tức là tôi bức xúc bức nút đâu, tôi còn lo kinh tế nữa. Trưa về tôi cắt cái đoạn đó đó, tôi đưa cái đoạn đó lên để cho tôi khoét lên, tôi đưa lên như vậy để cho cả nhà thấy, đúng không? Bà người ta ngu không sợ đồng tâm cỡ, sợ kẻ thù mạnh kẻ địch mạnh, mà sợ đồng đạo ngu. Nó cho tôi cái đó là cắt ghét, tôi chỉ lấy có một đoạn thôi mà không chịu, đưa luôn nguyên khuôn, đúng không? Nguyên khuôn thì tôi có nguyên khuôn, đúng chưa? Chứ sợ ai mà không nguyên khuôn. Đây cho cả nhà thấy nguyên khuôn. Thì hồi nãy tôi có lên cái đường like đó, hồi nãy tôi có đưa cả nhà coi là tôi có chia sẻ là chị Lan lên đường like của người ta chữ ở nhà ở trại khóc. Ôi trời. Đây cho cả nhà thấy nguyên khuôn. Thì hồi nãy tôi có lên cái đây. Đứa nào về những cái gì mà tôi nói tôi dám lên trên kênh của người khác tôi phát biểu kiểu này. Này Ngô Quân, chị Lan đang phát trên kênh của chị Cần Đào Mồ Quốc Mã từ sở sơn chính đời 10 kiếp. Tôi chưa biết mẹ, nhưng nếu đụng tới tôi, nghe chưa, đừng nói là tôi lên trên kênh tôi rớt nước mắt này, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Đứa nào xui xẻo, đứa nào thủ đoạn. Cả nhà thấy chưa, nhắc không, đừng có nói trên kênh tôi lên kênh tôi mà nước mắt, mà tôi khóc nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cả nhà nghe tiếp nha. Và nói là đứa nào sinh điểu, ai là người sinh điểu chị Lan? Yêu cầu chị Lan khai ra cái ai là người sinh điểu.
cái thứ mà nó sinh điểu á, chị biết đó, chị khai cái thứ mà sinh điểu á, chị sinh điểu mà lừa đảo nữa chứ không phải sinh điểu không, chị biết không phải sinh điểu ít đâu, 500 triệu mới chịu kìa, 400 triệu mới chịu kìa, chị biết chị Lan à. Cả nhà nghe tiếp nha. Tôi sẽ lột mặt từ từ, chính tôi là người lột mặt, các bạn hãy chờ đi. Lột đấy, từng đứa một. Đừng giận với tôi, bởi vì tôi chỉ là cho đi. Từng đứa đã xè tay cầm tiền tôi, đã từng cảm ơn, đã từng cảm kích tôi, mà bây giờ chỉ vì cái con nấm khô này, vì trả thù riêng với thằng Tiến Dũng và các người là ủng hộ nó một cách vô lý. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi chưa bao giờ tè đứa nào hết. Tôi không chửi, chứ không phải tôi không biết chửi. Tôi chưa bao giờ tôi tè đứa nào hết. Đúng không cả nhà? Đúng chưa? Này Ngô Quân, chị Lan, đừng có nói chị Lan mà lên like của chị Lan mà khóc nước mắt này nước mắt kia, đúng không cả nhà? Chị Lan không tì đứa nào hết. Cả nhà nghe tiếp ha. Được không? Từ trên tới dưới, một mã cha mẹ tụi bay chưa ai ỉa, chưa ai lôi xuống, tụi bay chưa chịu sống. Được chưa? Cả nhà thấy chưa? Mồ mả cha mẹ của tụi bay chưa ai ỉ. Chị Lan ra ỉ. Chị Lan ra ỉ trước khi ỉ xong rồi bắt đầu đào. Chứ đừng có đào trước sau ỉ. Đào rạo sau ỉ được. Ra ỉ xong rồi mới đào. Ỉ xong rồi bắt đầu đào. Chứ đào trước rồi đâu còn mã nữa đâu ỉ. Cái đây kêu bằng không sợ kẻ thù mạnh, nhưng mà không sợ kẻ địch mạnh mà sợ đồng đạo ngu. Bắt tôi đưa lên hết thì tôi đưa lên hết nha. Cho cả nhà nghe lại từ đầu tới đuôi nè, viên văn của nó nè. Về những cái gì mà tôi nói, tôi dám lên trên kênh của người khác, tôi phát biểu kiểu này. Này Ngô Quân, chị Lan đang phát trên kênh của chị. Cần đào mồ quốc mã từ sở sơ chính đời người kiếp. Tôi chưa biết mẹ, nhưng nếu đụng tới tôi, nghe chưa? Nghe rồi chị. Đừng nói là tôi lên trên kênh tôi lớp. Tôi chưa biết mẹ, nhưng nếu đụng tới tôi, nghe chưa? Nghe rồi chị. Đừng nói là tôi lên. Đứa nào thủ đoạn, tôi sẽ lột mặt từ từ. Đứa nào thủ đoạn, về những cái gì mà tôi nói, tôi dám lên trên kênh của người khác, tôi phát biểu kiểu này. Này Ngô Quân, chị Lan đang phát trên kênh của chị. Cần đào mồ quốc mã từ sở sơ chính đời người kiếp. Tôi chưa biết mẹ, nhưng nếu đụng tới tôi, nghe chưa? Đừng nói là tôi lên trên kênh tôi rớt nước mắt này nước mắt ngắn nước mắt dài. Đứa nào xung đẻo, đứa nào thủ đoạn, tôi sẽ lột mặt từ từ. Lột đi chị. Chính tôi là người lột mặt. Lột cho nó các bạn này. Hãy chờ đi. Từng đứa một. Đừng giỡn với tôi. Ai dám giỡn? Bởi vì tôi chỉ là cho đi. Từng đứa đã xè tay cầm tiền tôi, đã từng cảm ơn, đã từng cảm kích tôi, mà bây giờ chỉ vì cái con nấm khô này, vì trả thù riêng với thằng Tiến Dũng và các người là ủng hộ nó một cách vô lý. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi chưa bao giờ tè đứa nào hết. Tôi không chửi, chứ không phải tôi không biết chửi.
được không? Từ trên tới dưới, mồ mả cha mẹ tụi bay chưa ai ỉa, chưa ai nói xuống, tụi bay chưa chịu sống, được chứ? Tao mở màn như đây, chửi, con chửi không phải là tốt đẹp, nhưng khi cần để cho tụi bay biết rằng cô Lan không phải tè đứa nào. Cho tôi xin dừng ở đây, xin hết nha các bạn. Vậy đúng nguyên bản chưa? Đa đề đúng nguyên bản chưa? Tôn trọng đúng nguyên bản chưa? Chứ đâu có ai cắt ghép, ai đâu gấp chữ mà bỏ trong miệng bà chị Lan, bắt bà chữ, đúng chưa? Vậy ai cắt ghép hả? Không sợ kẻ thù mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu. Đồng đội ngu bắt tôi phải đưa hết vô cái câu mà ỉa tên mã người ta nữa kìa. Không có tè, nói được có làm được hay không. Rồi bây giờ cháu nó không có nói, câu nói rõ ràng đi mà. Ngu quân chị Lan, đừng có nói chị Lan mà lên like chị Lan, chị Lan khóc, chị Lan có tè, chị Lan phát lên rồi đó. Mà lấy cái đoạn của chia sẻ bên Đạo Vũ chứ, chia sẻ lên. Và ở đây nó ngộ cái gì nè cả nhà, tôi hay cái gì nè. À, chị hỏi ngu quân chia cái bài của Nam Râu chưa, chia lên chia sẻ chưa, sẵn sàng dẹp mặt. Ủa chị khích tôi đấy, chị nói Nam Râu chữ tôi hay đấy, tôi chia sẻ chứ tôi cũng đâu có tè ai đâu. Tôi đã nói tôi không tè là tôi không có tè. Hãy khi mà tôi nở máu lên, chị máu có một, tôi máu lên tao chín lần chị. Chứ đừng có nói chị tè, nhưng mà tôi thua chị có một cái là tôi tôn trọng cái người chết, tôi không có đào như chị. Tôi hơn thua là cái người sống ở trần gian biết ăn biết nói kìa, trả lời với tôi kìa. Chứ tôi không hơn thua cái người người ta đã xuôi tay nhắm mắt rồi, mà đi lên đào mà đi lên chữ như chị đâu, thất nhân thất đức. Chứ ai đâu mà biết tè ai, đúng không? Chị kêu thẳng cái tên tôi vậy mà nó không phải chữ tôi là chữ ai. Cả nhà, không kêu tôi chữ ai chẳng lẽ chữ Trúc Trần, đúng không? Vì mà có người u mê nó chữ tôi đâu, chữ kêu tên rõ ràng, Ngô Quân rõ ràng mà. Chị Lan á, đừng có nói chị Lan mà lên trên đường like mà chia sẻ, đúng chưa? Lột mặt nạ được đứa nào từng ngửa tay nhận tiền của tôi. Ủa nhận tiền cho người ta biết ơn, đúng không? Ngửa tay nhận tiền rồi chẳng lẽ đi lên đào mộ của mạng người ta biết tao nín hả? Đi nói sai sự thật tao nín hơn mà ngộ cả nhà. Tôi thấy hay cái gì đây? Khi mà Như Quỳnh á, chị Lan thì chị khen Như Quỳnh á là chia sẻ là Nam Râu chữ Như Quỳnh, chị khen chị vỗ tay với Dương Mai ủng hộ đã đầu ghê ngon ấp. Thì người ta cũng chia sẻ vỗ tay là mà Nam Râu là cũng chữ chị Lan cũng bãi đỉnh vậy. Mà chị Lan lại nở cấu, hay không? Là cấu hay nha, cái đây hay nha. Nhưng mà ở đây tôi đặt cái vấn đề như vậy nè. Chị Lan khóc thương sư phụ thầy ông nội già bị người ta chà đạp. Nhưng mà tôi chia sẻ cái đường lai của con Duyên Mai chà đạp xúc phạm sư phụ thầy ông nội và chị Lan gấp hai lần của ai? Gấp hai lần của Nam Râu. Vậy mà chị Lan không manh động, không nóng lòng và không nóng ruột. Nhưng mà ở đây lại người ta chia sẻ của Nam Râu chị Lan lại nóng ruột. Tôi đang có một cái nghi vấn, chẳng lẽ cái gu của chị Lan kỵ Nam Râu ta, đúng không cả nhà? Vì cái gu của chị Lan kỵ Nam Râu mà coi như Duyên Mai nó chữ sư phụ thầy ông nội là mê sò mê ốc mê gì, già chết đi, người ta 60 tuổi người ta đã chết rồi mà sống chi mà 90 mấy tuổi làm khổ người này làm khổ người kia. Trời ơi, dâm lộn dâm tặc lấy con lấy đồ tùm lum. Mà chị Lan không nóng lòng, cả đa đề luôn, đám đa đề luôn, ai nóng lòng hết. Nhưng cái đề hồi đó tôi có chia sẻ, tôi quốc nó rồi, không ai nóng lòng hết. Mà này nóng, chị Lan này nóng lòng cái Nam Râu. Vì cái nóng lòng của Nam Râu á, đúng không? Từ cái đó đó mà lên bắt cái đây hù dọa tôi, đồ đào một cốt mã ba đầu chín, à, chín đầu mười kiếp dòng họ nhà tôi để làm gì? Cho tôi sợ, cho tôi sợ tôi khỏi lên nói. Tôi chả có sợ ai, tôi cũng không có tè ai. Ngon ăn dở nói cái người ở trần gian còn sống hiện tại thì tôi còn đấu đá, tôi còn bỏ qua được. Thí dụ đi, tôi còn nghĩ chút tình, tôi nghĩ tôi bỏ qua được.
con đụng chạm tới người đã khuất mà trong đó chính đời của dòng họ tôi. Đời thứ 9 là tôi kêu bằng cái gì rồi? Đời thứ 9, thứ 10 là tôi kêu bằng cái gì rồi? Mà đòi đào lên, cốt lên mà đòi ỉa tôi đó nữa. Cả nhà thấy ghê gớm chưa cả nhà? Bẩn bựa chưa? Bẩn thiểu mà dơ giấy. Tạo nghiệp. Đó, thì hôm nay rõ ràng đấy. Duyên mai nó lên, nó đang lên. Duyên mai tôi đã cảnh cáo rồi, tôi đưa Duyên mai chửi rồi đúng không? Mà đâu có nghe tôi đâu, lên còn chửi tôi nữa, chửi chết mẹ tôi nữa. Chứ còn lấy nó chia sẻ kệ mẹ nó đi. Em mình bị người ta đuổi. Rồi bữa nay sao? Từng hô nghe nào đó, nó nói năm râu rờ. Năm đâu sẽ lên chữ, sẽ giúp giùm cho Duyên Mai. Lấy lại công bằng cho đa đề cho Duyên Mai. Năm râu hứa rồi. Chắc có lẽ điện thoại gì đó năm râu chữ vét mặt đó. Đó, năm râu chữ vét mặt. Cho nên về bữa nay lên like, chữ năm râu. Khán giả vô nói tại sao chữ năm râu, chữ khán giả luôn. Đây, tôi cho cả nhà nghe nha. Phim hay. Đó, chị Lan lúc nào đừng like nó cũng chia sẻ rồi. Chị Lan chia sẻ rồi, chị Lan xóa rồi hả? Chia sẻ lên tắt cộng đồng chia xóa rồi hả? Chia sẻ lên mạnh dạng lên chứ. Sao không chia sẻ chị Lan? Cho làm gì ai cho lại? Cái like nào đó chị cũng chia sẻ hết thì mà. Rồi hồi nãy trốn ở đâu dịm vô ủng hộ nó? Hả? Hồi trưa tốn trốn ở đâu dịm vô ủng hộ nó chị Lan? Hả? Xấu hổ chưa? Đây. Vì này, tôi có gỡ qua năm đâu rồi. Đây đây, cho cả nhà nghe nha, nguyên bản nha. Em ủng hộ năm đâu kể em chứ. Thì tao ủng hộ nó chứ. Ở đây đúng là đúng, sai sai. Cứ thẳng một đường mình đi, mình vận động cho thiền em. Chửi chết một năm trời, chưa nói lời phải trái nữa. Ở đó chửi chết cũng đâu có khác gì chửi bà Lan hay lúa đâu, chửi nặng hơn luôn. Thì mình cứ nói mình vận động cho thiền em. Qua đi, đi bưng bôn thăm trần, chửi chết giả mang luôn. Chị Lan hết tiền rồi đó, bà Lan chứ không còn mẹ nữa nha. Bà vậy Lan hết tiền rồi đó, cái bà Lan rồi đó, chị đạo đi. Không một ngày không xa đâu, bây giờ hả? Bây giờ đang đấu với nhau nha cả nhà. Coi năm râu này, tôi chỉ qua cho năm râu rồi. Cả nhà nghe tiếp nha. Ông em chơi đi bưng bôn thăm trần lên nha, xấu sờ xấu xác. Chửi chế hả vô điều kiện, chửi mà phun nước bọt ra luôn. Mép miệng chảy nước ra luôn, râu giật luôn. Tại vì lúc đó tôi đâu có nhìn nó chửi chế đâu. Nó chửi năm râu nha, ngưỡng năm râu trưa cái clip này này cả nhà. nó để đề tài là gì? À, ngực bùng, nắm độc, cô Lan lừa. Vậy á, mà tôi cần đưa Duyên Mai lên chữ tôi thì nhục chưa? Ôi là la, ôi là la. Tôi nói rồi mà không nghe. Nghe chị Lan, đúng không? Tôi nói mà không nghe con em này mà đòi đào mồ cốt mã chín đầu mười kiếp. Tôi lấy cái lầu chữ của nó tôi để đề cao cảnh giác cho chị. Mà chị đâu có nghe đâu, đúng không? Nghe rồi nè. Sao chị chia sẻ đi chị? Con gái cưng của chị mà. Đưa năm đâu lên nó chữ nè. Chữ là chữ thì chữ khán giả luôn. Cười thôi cả nhà. Tôi cười rồi nha. Thấy không? Bữa nay không biết sao nó đề hai chị em mình luôn chị Lan. Mà mày đề thì tao không chịu nha. Chị Lan đùi đầu mồ cốt mã ba chín đầu mười kiếp nhà tà nhà của Ngô Quân rồi mày đề tao nằm chung rồi. Chị Lan nó kỹ Ngô Quân cái nắm độc rồi mà mày để cho cô Lan lừa để nhiễm được nha. Đề tài để nhiễm bận được chút nào hết đó nha. Mà sau cái đây chị Lan vô thấy giật mình hay sao? Chị chia sẻ lên tấp cộng đồng rồi đủ để đề tài đọc cái chưa đó. Đó cô Lan lừa đúng không? Đó cái ngực quần thì cũng nói nó định nó cái đây là nó cũng thua tôi lớp 2 nhưng đây học lớp 1 ngực quần mà nó đề ngực quần đó cả nhà nghe. Cái đây em cười như chị Lan cho phép em cười một cách cho nó thoải mái đó. Ngày qua vậy em rất là buồn chị Lan. Tôi cười cho thoải mái. Cười mặt tốn trần luôn. Khen Duyên Mai nè ha. Khen Duyên Mai này đẳng cấp hơn Ngô Quân này đẳng cấp đâu chân gì nữa. Đúng không? Nó đẳng cấp đó. Xấu hổ chưa? Đem rét về, cục rét này nó tao xong rồi đem về như tiếp cả nhà.
mình nói rằng là mình cần tiền đi giao lưu ngoại quốc tế. Nó biết cái gì, cái thằng Lâm Câu biết cái gì mà đi chia sẻ, chỉ có chửi bậy xạo để lên kiếm tiền thôi, kiếm tiền mạnh thường quân thôi, làm gì đúng đâu. Hồi trước giờ chưa bao giờ chửi sai ai trong trên cộng đồng này á, chứ chửi là đúng, chửi là đúng, chưa bao giờ chửi sai một người nào á. Thằng chứ chửi bà Phương Hằng cũng đúng luôn á, trên cộng đồng mạng là chứ chưa bao giờ chứ làm sai mà chứ chưa bao giờ chửi sai ra một người nào á, chứ chưa bao giờ nhận tiền chứ làm bất cứ một cái chuyện nào mà trái với lương tâm chứ. Tiền đâu rút vào tiền đâu rút vào tiền đâu chờ tiền đâu rút vào, tiền cho chó nè, bịt miệng lại, rút vào, để còn có vài tờ à. Tiền đâu rút vào cho chó ăn, mua thức ăn cho cơm, tiền đâu rút vào. Len lừa hay quá. Tôi cảnh cáo rồi mà không chịu. Trời ơi, bữa nay nó đề là cô len ư a ưa lờ ưa lừa viền lừa mới chịu nha. Ủa sao mày nói chị Len tao lừa mãi? Chị Len tao tuyên bố rào đầu mồ cốt mà, dòng tộc gì đó. Đừng có nói là Len lừa chưa nhận tiền ai một đồng nào. Sao hôm nay mày đề chị cô Len lừa mãi? Sao mày đề chị tao vậy mày? Mày xúc phạm chị tao vậy mày? Đó hả? Sao mày xúc phạm chị tao? Mày đề cô Len lừa mãi cháu lắm. Là trời, trời ơi, ngó xuống mà coi con gái cưng của chị Len tôi nè, thấy chưa? Nó hỗn hào với bà dì ruột của nó là chị Hoa Nguyễn Ba. Hôm nay nó để cái đề tài là ngực vừng, ngực quần nha, chứ không phải áo ngực đâu nha, ngực quần, nắm đọc chấm chấm cô Len lừa đó. Tôi không biết vậy nha, tôi không biết nha, cho tôi cười cho thoải mái cả nhà. Tôi cười lã nước và tôi nói bước theo sau. Ngực quần nắm đọc đó, thấy không? Tôi cười mà, thấy không? Tôi đề cao cảnh giác rồi mà chữ kệ mẹ tôi, đúng không chị Lê? Kệ mẹ đó. Ừ, tiếp tục cả nhà nghe tiếp nha. Nói cho mọi người biết không, con nói sao? Bán quyết chỗ này chửi, bán quyết chỗ kia chửi, chưa một lời nào xin lỗi về tôi, chửi tôi một năm trời. Cái tên nó chửi tôi một lần lên 10.000 người, vậy có một lần nào nó lên nó đứng chết cho tôi không? Tao chỉ có xạo lên. Có lẽ là điện thoại. Điện thoại coi như đại khái là tôi nói tôi có gọi với năm năm đâu có gọi tôi. Là tại vì lên tôi đường ai của bà chị Lan nổ. Hai mẹ con nổ ghê lắm. Tối đây ăn cơm đi cho sớm đi, chào Lan ngồi. Ăn cơm cho sớm đi, vô đường ai năm đâu chị lên. Chữ chữ bất chấp này kia kia nọ, trò năm dâu râu người ta. Cái nào á, ăn năm râu đi đi sai một lần chứ lấy sai nữa đâu. Biết chứ đâu có sai nữa đâu. Hiểu không? Có sai đâu. Nam Đông lên chia sẻ đâu có kiểu mà vô văn hóa như bên đa đề đâu. À, vậy mà lên nó kiếp đi, ăn cung sớm đi, mua vé trước năm. Rồi cái bắt đầu kêu mai điện thôi. À, cô Lê, con đã nói với Nam Đông rồi. Nam Đông hứa với con là tối thì sẽ lên đường lai, sẽ giúp cái nhóm của Nam Vịnh Nam Độc là sẽ chữ bất chấp, sẽ lấy lại danh dự cho con và binh vực con và binh vực đa đề. Nam Đông đã hứa rồi. Bà mẹ ơi, láo lỗi không ai hỏi láo luôn cả nhà. Láo gì mà láo một cách trầm trọng, mà trong khi buổi chiều đó tôi đang làm về là 5:20 thì chiếc đường tôi đang chạy về thì em Năm Đâu điện tôi, thì tôi ngừng chiếc xe lại, hai chị em ngồi với hè tôi nói chuyện mà Năm Đâu đang ngồi trên chiếc xe, hai chị em tôi đang nói chuyện để trao đổi với nhau. Thì cũng như cái câu chuyện mà xảy ra sau câu chuyện mà bên đa đề hồi đó, Minh Tú tôi, Ngô Quân, chị Lan và tất cả đa đề hồi đó là Năm Đâu và Thanh Trần và Hồng Sơn. Thời điểm đó tôi cũng có điện tôi khuyên em Năm Râu, nhưng em Năm Râu cãi với tôi không nghe, hai chị em tôi gây lộn bất chấp. Thì Năm Râu nói bảo vệ Thanh Trần, tôi nói tôi bảo vệ Minh Tú, tôi bảo vệ đa đề. Thì hai chị em mình là tôi nói gì cái Năm Râu không nói tôi nữa. Năm Râu nói em nói chị mà chị nghe em thôi, mệt quá em tắt máy trước. Năm Râu chưa thì không bao giờ chửi tôi nha cả nhà. Năm Râu rất thương tôi, không bao giờ tự chửi tôi, tại vì biết sao, biết cái tánh tôi thật thà. Thứ nhất cái thật thà tôi không khai ở đây để Năm Râu biết, chứ tôi không có nói. Tôi nói là ra cái chỗ tôi tẩy trắng cho tôi. Ai muốn cần hỏi em Năm Râu tôi có thật thà không, em Năm Râu biết. Và những cái gì Năm Râu biết tôi đưa bằng chứng, tôi đưa cho bằng chứng rõ ràng. Cho nên từ chỗ đó Năm Râu thương Thiền An, thương ít Thiền An. Tôi hay đi những người nào có tiếng nói mạnh mẽ, tôi hay kiếm đồng minh về để phụ giúp cho Thiền An.
để lấy lại cái công bằng cho Thiền Am, để chống lại cái những cái con người mà Linh Trà đã xúc phạm gia đình Thiền Am. Nam Râu rất hiểu tôi. Và hai chị em tôi có nói chuyện, cái này nó nổ, nó láo cả nhà. Tối này nó lên nó láo, bà Lan cũng lên nó láo nữa. Xưng hô nó láo ghê. Cho nên tôi không có thèm, tôi cãi. Thì chắc có lẽ là bị quê mùa. Hai ngày nay em Nam Râu mất công chuyện gì đó, nhưng mà Nam Râu cũng có lên chia sẻ. Cũng phải lên chia sẻ thôi, nhưng chia sẻ một cách văn minh tử tế. Em ấy đã nói với tôi rồi, chị yên tâm nha. Tiền thông em làm, chị hiểu cho em đó, ok nha. Và cũng có nói chuyện với tôi, chị em tôi có nói chuyện rồi. Nhưng mà hai ngày nay chắc có lẽ là điện thoại bị Nam Râu chữ về nấu điên lên. Về nấu điên lên. Cũng như lúc mà Nam Râu đang lên chiến với Thanh Trần Hồng Sơn, dạch Thanh Trần Hồng Sơn, cái bà này bà tưởng đâu là dạch Thanh Trần Hồng Sơn là coi như là đại khái là rồi vô mấy bà nha, cùng với bà để mà chiến đấu Thanh Trần Hồng Sơn. Mà ai ngờ bà là kẻ thù, bà là kẻ thù của em Nam Râu. À, bà nhắn tin, bà điện thoại Nam Râu, dứt bà một tăng cái bà nhắn tin, Nam Râu nó lấy cái tin nhắn đó lên, nó quất cho bà. Nó kêu bà con lợn xề lợn lái gì tùm lum đó, cái câu lợn xề lợn lái, nó chửi bà cho một tăng, bà mang nhột. Bà mang nhột. Rồi chắc có lẽ hồi ngày hôm qua giờ, hồi sáng ngày hôm qua giờ bà điện Nam Râu nó quất bà một tăng tiếp nữa. Để tôi chờ coi Nam Râu lên like, coi có nói bà cái gì không nha. Tôi chờ đẹp toàn một. Đẹp tàu lắm. Hình như Nam Râu quốc bá, bây giờ mới lên lai. Sẵn cái dịp hết tiền cho cuốn ăn nữa. Mà cái chuyện của Nam Râu mà dính lén gì chị Lan? Hả? À, dính lén gì chị của tao vậy? Mà tại sao mày đề bà cô Lan lừa ông đây nè bãi? Hả? À, mày làm gì không đúng nha. Đúng không? Mày làm gì không đúng nha. Tại sao mày cứ mất, mày cứ ngày nào má má ngọt lắm mà. Thấy chưa chị Lan? Cái bom đang nổ chậm nè chị Lan, tôi đã nói rồi. Ha, tôi đã nói rồi. Hãy đề cao cảnh giác. Đó, cái bom đang nổ chậm này, còn tiếng lê nữa nha chị Lan. Ôi thôi chị Lan ơi, gãy đôi nhịp cầu, gãy đôi nhịp cầu, tình ta ngăn cách. Chị Lan ơi, Lan ơi, trong đó có chị nữa nha, chứ phải Lan ơi, Lan ơi là mất dạy nha. Lan ơi, Lan ơi, giờ đây thâu chân, mai dù đang chữ Lan. Giờ đây Lan thâu chân, mai dù đang chữ cho tôi từ hát cái gáy đôi nhịp cầu. Tôi cừ không hả, ai tức thì chịu rồi nha. Đó, tốn trần vô bờ hèn đọc về đây. Đó, đây nè, tôi đâu có đẳng cấp như Mai đâu, Duyên Mai đâu, tốn trần đem về nè. Đó, cái người mà xả tăng thân binh vực tốn trần bất chấp nè. Bữa nay để cái đề tài ngực bừng nắm đọc cô Lan lừa này lên hỏi, lên like đi, binh vực chị Lan nè, cô Lan nè, tại sao chê lại để là cô Lan lừa, đúng không? Lên nói dùm chốt, còn đứa nào không nói là ta kêu ngờ thêm cái chữ u rồi nha, ngờ thêm chữ u nha nha, người ta cho là ngờ thêm cái chữ u rồi nha. Nhục chưa, còn hơn cái nục bị sình đây. Đó, ngực quần nắm độc, cô Lan lừa. Bà chị Lan nó tuyên bố rồi, có lừa đâu mà sao mày đề lừa mày, mày là chị tao lừa mày. Cả nhà nghe tiếp nha. Vui lắm cả nhà. Đường lên đi, tôi bảo đảm thanh là nhà phía dài. Tiền, bây giờ chắc rồi, bỏ tiền đi rồi vô đó, bỏ tiền vô đó. Chữ Nam Râu á. Tại sao tôi phải im với lộn người này? Tôi đâu có ăn mì, tôi đâu có xin tiền quý cha, tôi đâu có xin tiền đi làm từ thiện, tôi đâu có xin tiền để mua sữa cho Thiền Am. Mà xin tiền mua đồ ăn cho cúp. Có đã, có nhắn tin cho Ngô Quân này, chị Ngô Quân xin tiền chế tôi nghe dùng cho em 3 triệu để em mua đồ cho cúp ăn, đúng không? Mà tôi đâu có xin đâu. Mà cuối cùng một cỡ tháng mấy hai tháng gì đó, tôi nghe tự cho. Rồi điện hỏi tôi, ủa chế Ngô Quân xin dùm hả? Tôi nói không, tôi không có xin. Cái đây là tự tôi Nga cho, cái tôi không có danh phận.
Thế tôi nghe tự cho, tôi nói tự cho, chứ tôi nghe bằng tôi nói cái đây là chị xin cho em không? Bánh tôi nó khác vậy. Tôi xin thì tôi nói xin. Còn tôi nghe tự cho thì tôi điện, đưa tài khoản tôi chuyển vô. Rồi điện hỏi tôi, chế Nguồn, chị xin giùm cho em hả, chế Nguồn? Tôi nói không, cái này tôi nghe tự cho. Tự cho điện chị, biểu chị chuyển á. Cái nào tôi nào tôi ra cái đó, chứ không phải tôi nhảy vô tôi, chị xin cho em không có, tôi có mượn lệnh. Cái tính của tôi nó khác vậy, tôi có mượn lệnh. Nào đúng đúng sai sai, thiệt thiệt giả giả à. Chứ tôi không có đi xảo biếm mà tôi đi là tôi tự tôi nghe cho, tôi cho bộ tôi nói, chị xin cho em á, để tôi đi làm ham không? Tính luôn có vậy đâu, biết chưa? Đó, nhưng mà ở đây có tiền xin, có xin tiền cho cuốn chứ không đâu à nha. Tiếp tôi đâu có chửi con Lan hay luôn, tôi không kiếm chuyện với nó. Ủa ngộ rồi ta, không chửi chị Lan không hả? Có cái clip rồi nha, cần không? Nếu đường Lan này không dài phát lên nữa này nha, không chửi Lan lúa chị Lan lúa chứ gì, đúng không? Có rồi nha, chứ đừng có nên chơi nha. Để mở ra rồi xong tôi mở cho nghe nha. Đây tiếp tục, để tôi mở cho Nam Râu, em Nam Râu mà tôi nói cả nhà. Tôi tua lại đèn, tua lại. Có người nhắn tin tôi nói dừng mai chữ Nam Râu, tôi nói hay vậy ta. Tôi nói ủa sao hay vậy, ngộ à, tôi vô. Tôi vô cái bắt đầu cái, tôi vô cái tôi thấy nó hay ngộ ngộ, kéo qua lại, tôi tua hai đoạn. Cái tôi tua hai đoạn, cái tôi nhắn qua Nam Râu. Tôi nhờ em, bữa nay dương mai nó chửi em này em, nó chửi em này, cái clip này nó chửi em này em Nam Râu. Tôi tua hai đoạn tôi gỡ qua đó, tôi không biết gì hết đấy. Tôi có cái tánh là tôi hay cái nhiều chuyện, mà tôi nhiều chuyện đúng, biết không? Tôi nhiều chuyện đúng, bởi vì tôi mới nói, tận dụng cái người thông minh, tận dụng ba cái đống rác thui đem về, tận dụng cái đống bom mà đuổi nổ chậm mà đem về, em gái mình nó cũng đuổi da, da, không vô đây, đồ đạo đức giả, da, vậy mà chia sẻ lên, trời ơi, ai tốn trồng chia sẻ nó ủng hộ cho chế Duyên Mai. Nhục chưa? Nhục còn hơn một con cá nục. Ba đề là vậy đó. Tôi nói vậy tôi mới nói mà. Thông minh hiểu biết nằm ở đâu tôi không biết. Vì mà lên like cứ biểu bên đây là gắn A Quy vô. Gắn A Quy vô mà mình không coi mình lại mình có chưa? Nếu mình chưa có mình gắn vô trước đi, đúng không? Tiếp tục cả nhà nghe tiếp nha. Trời nó chết, nó làm gì đâu, có chơi á. Nó cũng như tôi, nó tham gia vô tốt phùng, chậm hơn tôi. Đi chửi cái sai, ủng hộ cái sai, chửi cái đúng. Vậy nó làm gì nó có cửa bằng tôi. Trời ơi, Nam Râu mà tham gia YouTube chậm hơn Duyên Mai, Trời đường like ta lên có khi 1000 mấy nha Duyên Mai, nổ nha. Còn đường mai like của mình dê nó coi đó. Xảy ra cái câu chuyện này này dê nó coi kìa. Đụng tới Nam Râu dế nó coi kìa. Mà đã thôi để là cô Lan lừa nữa, để tôi coi cái đám nà đề có vô ủng hộ không nha. Nếu mà đám đề đi vô ủng hộ là nhờ út nhúc nàng nhúc đó. Nếu mà đà đề đi vô ủng hộ nữa là tôi cho gì, nhờ út nhúc nàng nhúc đó, vậy thôi đúng không cả nhà? Đó, uống miếng nước cả nhà, hay cứ cười cả nhà, cứ cười đi cả nhà. Tiếp tục cả nhà nghe nha. Cái gì đây, ông Việt Kiều coi lại vậy, ông Việt Kiều coi lại gì, bắt trộm gió cười hơn em đúng không? Đó, chào bông hà nữa này, cả nhà nghe tiếp nha cả nhà. Mà tôi nói mày sai, nhưng mai tôi nói mày sai nha, mày sai, bà chị Lan tao có tuyên bố đó. Bà chị Lan bắt tuyên bố một cô xanh rờn. Đứa nào dám nói Lan lúa nhận tiền của ai, kể cả một đồng Việt Nam, Việt Nam đồng nha, tao đào mồ cốt mã. Bàn thờ chiếu thải, cái gì đó tao lơ xuống hết, đúng không? Dạ, tao chưa có dãy mã, tao ỉ lên cái đó rồi tao mới đào mã, tao đào cốt lên luôn. Đó, vậy mà hôm nay mày dám trả gan mày đề cô Lan lừa. Lừa ai? Tại sao mày không đưa cái bằng chứng lên? Một ngày nào mẹ con hả?
Sao ngày hôm nay lại đề là chị Lan của Ngô Quân là lừa là sao? Chà chà. Hả? Tại sao vua ơn bạc nghĩa? Một người mẹ ba đùm bọc một đứa con, một đống rác thối mà mẹ đem về mẹ tẩy trắng. Mẹ tẩy trắng, mẹ đang tẩy trắng mà tại sao con đi rớt vô tông? Con đi rớt vô vô trong một cái, một cái đống phân dơ vậy con? Hả? Bảo gì mà nói? Hay quá cả nhà. Anh chị em thả mặt cười giùm tôi cái coi. Á á á á. Đúng rồi, anh vừa thấy anh để á á á á. Bữa nay Duyên mày, cha chả tại sao hôm nay Duyên mày lại để một cái đề tài chị Lan lúa của Ngô Quân? Tại sao để là cô Lan lừa? Lừa ai? Lừa ai? Hả? Lừa tẹp. Lừa ai? Phải khai ra, đúng chưa? Trời đất ơi, tự nhiên người ta kêu gọi tôi đi vô cho tôi đâu tìm vô cái đây. Tự nhiên xung quanh tôi có đàn chị đàn em núp lùm coi vô chơi Ngô Quân mà vô coi, vô Quân vô coi. Trời ơi hay lắm, Ngô Quân tội của cái gì vậy? Duyên Mai nên chữ Nam Râu. Rồi cái đám ra đề vô, trời ơi binh vực Nam Râu, nói Nam Râu chữ luôn. Cái chữ tất cả tất tần tật luôn. Đó, chữ tất tần tật hết. Nó quơ hết luôn, tại vì cuốn hết tiền cho cuốn ăn rồi. Hình như anh Việt Trần cũng bước ra đi rồi sao? Hả? Hả? Chẳng lẽ vậy sao? Chẳng lẽ tôi nghi một cách vậy, tôi mở mấy cái clip trước ra mà nó có coi như đại khái, mà coi như đại khái là coi như ở Thiên Âm mà Linh dưới thả. Hả? Chẳng lẽ anh Việt Trần ra đi rồi bây giờ cũng không còn tiền cho cô năng nữa sao? Hả? Tôi biết tôi hỏi nha, tôi biết tôi hỏi nha, còn có chữ thì ở nhà nghe nha, ngồi đó chữ thì trong nhà nghe chứ tôi không có theo đuổi đường lai. Nếu mà hay là khán giả tôi bị vô tôi lấy về à, đúng không? 323, 210 view. Đúng rồi, núp lùm ra để núp lùm nữa. Mà cả nhà hay lắm à, em Lê Hoàng hay lắm nha, cứ tẩy chay Ngô Quân, Minh Tú gì cô tê. Mà tẩy chay không biết tẩy chay đó, như Quỳnh nó tẩy chay biết tẩy chay. Mà cái lượt view quá trời rồi cả nhà. Cái lượt view người ta 45.000, 25.000, 65.000 được không à, được đăng ký không à. Mà cái YouTube của Ngô Quân này á, mấy cái kênh mà lên thực chiến gì mai đồ đập sạch đồ á, rồi bị Nguyễn Sen đồ đập sạch đồ á, bây giờ kênh máu á, tôi mới lên à, mà có 2.000 mấy à, mà tôi lên like 300 mấy, bắt đầu tôi xuống mai tôi like trong lượt view quá trời quá đất luôn, còn 4.000 mấy, 5.000 mấy, mà coi như là tổng quản mama này, rồi khổ thụ này, chưng là ta đây là tướng đồ, anh tướng bảo vệ Thiền Am đồ, mà lên like cả nhà nhiêu trời ơi. Lua thua như hột dưa vậy. Như hột dưa mà người ta cắn mà ta nhả ra vậy. Vậy mà không biết xấu hổ. Tẩy chay Ngô Quân, tẩy chay Chi Hơn, tẩy chay Minh Tú, tẩy chay em thấy mà cái tình thương mến thương. Trời ơi ta trở về ta quá trời quá đất luôn. Cả nhà nghe tiếp. Tiếp theo chương trình và những cuộc phim. Nhà chị Lan ở sát chân núi gần Tung Lũng, ở nơi đó có Dương Mai và có nhiều ngao sò ốc hến. Bữa nay tôi chơi văn không à nha. Bữa nay tôi chơi văn không nha. Đó. Tiếp tục, cả nhà nghe tiếp. Nó chỉ có ma mị cái miệng đi nịnh thôi. Nó đi mạnh 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 thằng Quân thôi. Mày dắt nó láo đổ. Nó làm gì nó có nhà luôn. Bậy mày. Tao thấy em Nam Râu á, nha, bán hàng á, cũng thương Thiền Am. Giúp thì Thiền Am nha, mày có giúp không? Hả, mày lên xin tiền cho Cún. Mày nói là Nam Râu đi tìm Mạnh Thường Quân, tôi thấy đâu có đi tìm Mạnh Thường Quân đâu. Mạnh Thường Quân tìm đến Nam Râu, cho tiền Nam Râu, Nam Râu làm việc thiện chứ không có ăn dơ nha. Còn mày, mày đi tìm Mạnh Thường Quân đó. Mày đi tìm Mạnh Thường Quân đó rèn mà, mày vô đường này tao mày tìm anh Nguyễn Trang. Đúng không? Mày đi các cơm này gặp coi như là ai là chào liền. Tao có tin nhắn kìa. Hãy Mạnh Thường Quân vô là chào. Chào chí. Chứ khỉ không? Chào anh khỉ không? Đúng không? Chứ tôi có đi lao chi đâu. Chính mày mới đi tìm Mạnh Thường Quân chứ, chứ Nam Râu, em Nam Râu có đi tìm Mạnh Thường Quân nha. Người ta buôn bán hàng, thấy ông rẹt cho 10 triệu, 5 triệu đưa thanh trọng đồ đó, bao nhiêu máy bay rồi đi, mày có làm được gì không? Ha? Đúng không?
mở miệng ra hết tiền là chữ, hết tiền là chữ, hết tiền là chữ, hết tiền là chữ. Tiếp tục nói tầm bậy nha, năm rau chữ đừng nói xui nha. Để tao học lại năm rau tiếp, thay nó nói tao xuống like tao điện năm rau. Dì mai nó nói em đi tìm anh Thuận Quân kìa. Nó tiếp tục cả nhà nghe tiếp nha. Tôi biết gì hết đây, tôi có một đi à. Mà tôi đi nó có lý, đi có đã, có nói cho bộ. Tôi mới học. Cái tánh tôi vậy, tôi nhiều chuyện, tôi đã nói tôi là con ngu này nhiều chuyện. Nha. Mà không chịu tận dụng cái con nhiều chuyện này mà bây giờ nhiều chuyện mà tôi lại thông minh chứ không phải tôi nhiều chuyện mà tôi lanh chanh. Tôi nhiều chuyện tôi mới lanh chanh mà tôi điều chuyện tôi thông minh tôi đưa cái lợi lộc về cho tất cả anh chị em nhưng mà không biết tận dụng chị em chúng tôi. Bữa nay thấy chưa? Đem tay bom, tay bom nói tay bom cho nó sang cái đống rác thúi về. Thấy chưa? Bữa nay nó bữa nay nó xì ra thúi in chưa? Tiếp tục cả nhà nghe tiếp nha. Đi ra nha trang quay cái nhà yếu nó nhận mình. Chỉ có mấy người tin nịnh nó thôi. Ôm ai chứ? Đó, thấy chưa? Ủa, tao thấy mày nhớ mày cũng nịnh mà, mày với chị Lan nịnh luôn. Mày nói tối anh kêu khán giả tối lót giếp mà, lót giếp vô ủng hộ em Nam Râu mà. Để chữ Nam Quỳnh, chữ cái nhóm của Nam Quỳnh mà. Hả, cái đám của Nam Quỳnh mà. Hả, sao bây giờ mày nói mày không nịnh mày? Ăn sống nuôi gió hả mày? Hả? Bị chữ là sao vậy? À, vậy là tôi nghi rồi. Để cái câu từ này là cô Lan lừa là tôi nghi rồi nha. Mày xúi chị Lan chứ gì? Chị Lan nghi nào mày chứ vậy? Đúng không? Mà vô đường lên mày nghe cô Lan. Bà ngu quần bữa nay bà đưa cái clip cũ lên. Bà nói còn. Bà đưa cái clip cũ của con. Mà con đâu có chữ. Con đâu có chữ ở trong Thiền Am. Con chữ là Lâm Tùng Dê. Đúng không? Chị Lan bà nói cấu lên mấy chữ kệ mẹ đó. Nó chia sẻ kệ mẹ đó. Hôm nào mày quan tâm. Đó. Rồi điện thoại chắc năng nhắn tin. À, nhắn tin là cái clip đó cái clip cũ. Đúng không? Rồi cô Lan. Bà ngu quân bà có lên cái đường like. Bà nói cô Lan á là lên like cô Lan khóc không à. Cô Lan qua kênh người ta, cô Lan chia sẻ, cô Lan chữ. Đó. Coi như đút thóc lên, đút vô. Cái chị Lan nóng máu quá lên cái đường like ngu quân. Chị Lan nói là chị Lan là. Chị Lan không có sợ đứa nào. Đây, chị Lan chia sẻ cái đường like đi về. Nha. Chị Lan không có lên đường like mà ngồi khóc. Nha, tụi bay đừng có đụng tới tao. Đụng tới tao thì tao sẽ đào mồ cốt mã. Cái gì đây ta? Chín đời mười kiếp. Còn muốn công, tao sẽ dắt mặt tụi bay ra xin tiền điểu. Muốn công, tao đòi lại những con mực giấy. Muốn công hả? Và tao đòi lại những gì, tao nhắc lại những gì tao đang cho tụi bay. Tụi bay đã ngửa tay cầm đồng tiền của tao. Nhưng mà tụi mày đâu có chữ, đâu có hổn đâu. Tụi mày chỉ lên phân tích thôi. Đúng không? Mà tao còn chữ, tụi tao còn chữ. Tao đào mồ cốt mã chín đời mười kiếp. Tao ỉ trên mã nữa. Đó. Di ghi lời hà. Nghe lời nha. Nghe lời nó đốc thúc này nha. Cô Lê. Cô nói còn nghe nghe cùng cái tin này hay. Chính xác nha. Bà Ngô Quân. Bà lên cái đường này bà nói. Bà nói là cô lên like là cô chỉ có là cô khóc không à. Lên like cô thì cô khóc. Nhưng mà cô qua kênh khác thì cô chửi bất chấp. Đó, cái tánh cô Lan nóng máu nữa. Em biết mà. Cái tánh chị Lan nóng máu nữa. Chị Lan đâu có hiểu được. Đâu có biết là bên cạnh của chị Lan đây là có gì. Cái mũi dao nó đang đâm ở ngoài sau lưng chị mà chị không hiểu. Nếu em với Minh Tú à. Đúng không? Mà bất chấp như chị Lan thì tan tành số giấc từ lúc đó rồi. Nó tanh bành cái bị hết rồi. Cuối cùng lại tụi em nhìn ra, hai chị em của tụi em nhìn ra được. Cái bộ mặt này đâm thọc, đâm bề thóc, thọc bề gạo. Nha chị Lan. Nha chị Lan. Nhưng mà em cảnh báo rồi mà chị đâu có nghe lời em đâu. Bắt đồng chứ không bắt hòa. Đúng không chị Lan? Em bắt đồng với chị, em bắt đồng tại vì bên đa đề không đi cùng chung chí hướng với tụi em. Đa đề đi sai con đường. Không phải chị đi sai mà chị bên bất chấp. Chị lỡ nhúng chàm chị sẽ đạp vào chàm chị đi. Nha chị Lan. Nhưng mà hôm nay em đã cảnh báo rồi. Cái đi là cái gì? Đó. Một con người này nó độc hiểm. Vậy mà chị tận dụng chị khen. Hôm nay chị thấy chưa? Thôi rồi tình ta ly tan. Thấy chưa chị Lan? Đó nó để cái đề tài chị thấy không? Bức xúc chưa? Chị chia sẻ về đi chị Lan. Đây.
đó, lên chữ giùm cái cho chị Lan. Trời ơi cô Lan ư à, ư à lừa. Nó để là nghe gì, nghe gì, nghe gì tôi kể. Hôm nay tôi kể bằng chứng rõ ràng. Dương Mai lên mạng di để, Dương Mai lên lạng, Dương Mai lên mạng lại để đề tài. Chị Lan hai lú là tên Lan lừa, tôi biết nha. Nó để là chị Lan, cô Lan lừa nha, chứ phải tôi đâu, đừng nói chữ đàn bộ cốt mã. Nha, đào thì đi ra đào nha, tiếp tục cả nhà nghe. Chương trình với những cục phim. Nhà chị Lan ở chết nhà Dương Mai, có gần thung lũng, ở nơi đó có biển nguyên và có nhiều ngao sò ốc hết. Một căn nhà nên lôi muốn suy nghĩ về phương pháp để lý tưởng chan là nông dân cô ấy cầm ngọn giáo để thọc vào chị Lan đang đầu khổ. Tiếp tục. Vô. Vô tiếp tục. Màn hai canh này. Đây. Cuối cùng là gì? Tôi không biết chửi ai chứ. Tôi trên mạng này là vũ trần, tôi không có chửi ai chứ. Ai xạo tôi nói ra, tôi không chửi ai thì tôi đâu có nhận tiền ai đâu. Tôi đâu có nhận tiền ai đâu mà tôi không được quyền nói. Trên mạng kênh của tôi là kênh phân tích đúng sai. Tôi không có nhận tiền ai á. Tôi không có nhận tiền, tôi chửi ai hết. Tôi không nhận tiền, tôi không làm ai sai của ai. Người nào sai tôi. Tôi có nhận tiền của chưa ai hết rồi nha. Có gặp tao thôi, đừng ai hỏi, nó nổi, nó không, tôi nói ra. Cho nên Vũ Trần á, tốt nhất Vũ Trần đừng hỏi Chi Mai. Hỏi Chi Mai giặt ra đến cho tôi. Cuối cùng. Đó, hỏi là có chừng giặt ra luôn á nha. Ghê không, ghê không, cả nhà ghê không, ghê không, ghê không. Trời ơi, tiếp tục cả nhà như đây. Đốt cả nhà ai, bình luận đi. Cho 5 người bình luận đúng không? Ma Mỹ làm giọng ta đây, làm giọng bố nội, làm giọng phát lối. Xin tiền đi ăn đi nhậu không à, rồi đi mượn tiền bao ăn bao nhậu, như mà ta đây giống như là đại gia vậy. Đèn xe nha. Ôi lê, ôi lê, tới quán ta đi. Ôi lê, tới quán ta đi. Hai chai rượu chát, ba chai rượu sâm banh, bốn chai rượu quất kỳ, tới quán khai lúa đi. Anh mày tới đi chưa? Nó nhái theo kiểu mà năm râu hút đứa thuốc dài thòn thòn đó. Đó, chị Lé động ra tôi đem về. Tiếp tục cả nhà nghe tiếp nha. Ai năm rau đua má, năm rau làm phát lối lắm nè. Ngồi xe ơi, tới nhà hàng hai lúa đi, hai chai rượu, ba chai rượu. Ôi má cha, chửi từ luật sư chửi dài xuống, cuối cùng tôi mới đi mượn nợ, đi xin tiền bao cho cái đám ăn uống. Cuối cùng tôi mới sau này dở lẻ lên. Rồi sao? Rồi giả điên khiêng đồ Mỹ là ai? Đố cả nhà, giả điên khiêng đồ Mỹ là ai? Đó. Ôi trời ơi, nó hay dễ sợ. Cả nhà tôi thấy hay gì hết á. Còn tôi thấy nó hay con cái là gì? Trời ơi, để cái đề tài mà nó hay dê gớm luôn á tờ. Tờ để cái đề tài như vậy. Để cái đề tài mà cả nhà biết không? Nó đưa nó lấy cái hình không neo, nó lấy cái hình của tôi, nó làm hình không neo. Nó lấy cái hình của tôi, nó làm không neo. Mày làm cái hình không neo gì mày đang có thấy mày sửa sao mày? Tại lúc này tôi đang đóng ngầu mà, đúng không? Tại vì chị Lan chứ nó không có tè ai thì cô Quân đóng phải ngầu để không có tè lại chị Lan. Mà mày lấy cái đây mày làm hình không neo nó đẹp. Nó đề ngực. Tao rớt không có dẹt, tao dẹt đâu có rớt cái bộ lên con tém nào mà kêu ngực. Nó đề ngực vừng. Nắm độc. Cô Lan lừa. Cười ai tức tức cả nha.
Rồi mời cả nhà nghe xã tiếp tiếp nha cả nhà. Bây giờ tôi biết kìa, tôi mượn đường like của Điền Vlog cho cả nhà nghe. Cả nhà nghe đường like của Điền Vlog nha, cả nhà xã tiếp nha. Từ từ, bên ngày mai tiếp. Tôi đưa cái đoạn chữ chị Lan, đoạn chữ sư phụ, tôi đưa ra dưới ba chữ, tôi coi đa đề có nóng lòng hay không. Mà tại sao gậy ông đập lưng ông kêu vỗ tay năm râu hay thì ta cũng vỗ tay năm râu hay mà nó điên lên. Mà đòi đào mồ cốt mã, à, ba đời bảy kiếp, chín đời mười kiếp, chữ bất chấp mà kêu tên ngô quân đòi đào nữa chứ. Cả nhà chào em Thúy Quân. Đây đây, tôi cho cả nhà nghe cái đây nha, tiếp tiếp cả nhà. Cứ sao tiếp cả nhà đâu, bị điền đâu. Đây, điền đây. Hello, hello, hola. Mến chào bà chị Karen. Chào ông. Mến chào đây. Chân hết chân á. Chú anh chị em và các bạn đang có mặt. Thì theo như luật chơi của Điền trên nền tảng YouTube này, thì Điền nói ai là nói có sách mách có chứng. Thì chúng ta phải dẫn chứng để cho khán giả người ta mới hiểu và người ta mới biết được giọng của cô Lan nói như thế nào. Và chúng ta quan Điền. Em có núp lùm cho chị nói nha. Chị xin cái like của em để chị xả tiết cho khán giả nha em nha. Đừng có đánh gậy chị nha. Đây chị xin á, xin thiệt á nha. Xin thiệt cái đường like của em. Hồi trưa chị coi như chị mắc làm chị coi, mà chị vô chị coi trẻ em đã xuống like rồi. Chị nghe lại mà chị cười ngã nghe. Cái đây phim hay nè mẹ, hai cảnh hay. Cái đây tôi biết chị nha. Cái đây tôi có biết gì hết đấy. Tôi chia sẻ cái đường like của em Điền về nha. Tôi có biết gì hết đó nha. Chị Lan đừng có giận, đừng có đòi đào anh mình là chín đầu đào, chín đầu mười kiếp rỡ đâu còn cái nào nữa đào đâu, chẳng lẽ 11 đầu bằng 12 kiếp đúng không? Vô. Dạ. Yeah. Trời ơi. À đây nè, Tâm Phạm nè. Mở lên là có liền. Trời Tâm Phạm lâu lắm rồi mới gặp. Trời ơi trời. Chị Jennifer. Không có. Tâm Phạm cho điện lúc hôm nay. Qua vào chạy. Cảm ơn. Cảm ơn chị Tâm Phạm, lâu dữ lắm mới gặp chị Tâm Phạm ở đây. Lâu dữ lắm mà. Thì theo luật chơi của Điền thì Điền lúc nào cũng vậy quý vị. Điền cũng phải đưa giọng của má Lan lên nói trước, và sau đó chúng ta sẽ trao lưu và chia sẻ. Xin mời quý vị cùng nghe giọng của cô Lan nha quý vị. Và chúng ta sẽ vào để cho Điền xin tổng chào tất cả mọi chú anh chị em và các bạn đang có mặt trên luồng live của Điền nha. Rồi Điền sẽ những ai vào sau thì Điền sẽ chào sau. Xin mời quý vị cùng nghe giọng của cô Lan. Cười đi cả nhà, thả mà cười đi. Cứ vui là cười à. Ai mà cười? Chửi nó đã chửi lâu rồi. Cũ rồi mà. Sao mà tụi bay nghe theo cái con Quỳnh hô nó lên. Để mà tụi bay có một màn đó ra chị. Các bạn. Làm gì mà một màn chị? Ai đâu đi theo mà làm một màn. Tự nhiên tại vì kia năm châu hay. Chữ hay. Thì như Quỳnh đưa cái con năm đâu chữ ấy đúng không? Còn em đâu có đưa một mạng, em đưa Dương Mai chữ chị hay, chữ thư phụ thầy ông nợ hay đúng không? Thì tại vì chị đem nóng nát túi về, em đề cao cảnh giác vậy chứ làm gì một mạng đâu có nè. Mỗi người ta có một ý tưởng riêng chứ, YouTube nào làm theo mạng ai nghe. Chẳng lý lấy cái đề tài đó, chẳng lý gây lộn với Liên Thị, cái kênh kia cũng gây lộn Liên Thị, kênh nọ gây lộn Liên Thị, kênh khác gây lộn Liên Thị. Ta nói mới nghe cái kênh Ngô Quân Liên Thị rồi nghe cái kênh của Minh Tú Liên Thị nữa, rồi nghe cái kênh của Di Cú Ti Liên Thị nữa, rồi cái kênh của ai Chi Hoàng Liên Thị nữa, rồi cái kênh của cô Bánh Canh cũng Liên Thị nữa, ai coi? Chị nghĩ đi, nó nhàm chán. Mỗi người nó có một cái đề tài riêng chị Lan, chị nói gì cũng được đâu. Cái bài nào tụi nó có thể phản biện tôi không cần phản biện lại, nhưng lấy chị cái bài của năm châu chửi tôi để mà tụi nó cười khoái trá. Cho nên tôi mới lột mặt tụi nó. Các bạn thấy tôi đúng hay sao? Sao ngủ vậy chị Lan? Sao ngủ vậy? Tự nhiên chị lấy đem cái bài của năm râu lên tụi nó cười coi như cười nghiêng ngửa, cười xảo trá. Ủa sao chị lại năm râu lên nói như Quỳnh mà chị cũng cười ha 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 lên hả? À, vậy chị cũng cười xảo trá hả chị? Cái đây em biết, em hỏi chị nha, chứ phải em mắng chị xảo trá đâu nha, đúng không? Kè, chị cũng cứ hí hơ hí hở. Hai mẹ con chị với Dương Mai bữa nay nó kêu chị cô Lan lừa đó. Đó, cứ hí ai hưởng thì người ta cũng đưa lên vậy chứ sao? Chào chị Lan nói. Chị nhớ đầu mà chị không nhớ cái đuôi. Chị không nhớ cái lúc đẹp trời chị cười há nằm đâu. Mời cả nhà ủng hộ như đi ăn cung lót giết đồ này kia kia nọ đồ mà đúng không? Nghe 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 tiếp cả nhà nghe. À, sai. Nếu nó vì bên bất kỳ ai cũng không nói nha. Ừ. Phản biện cách đường hoàng. À. Tôi không nói. Ừ. Nhưng đem cái bài chửi của thằng Nam Râu để đưa lên chia sẻ một cười khoái trá.
Hôm nay tôi mới lột mặt cụ này. À, tôi làm đúng hay làm sai các bạn? Sai. Sai này đi với lóc nó kêu sai. Chị Lan, sao em đen quá, em cầu cho chị lột cái mặt nạ giùm em, mở nột mặt nạ giùm cho nó trắng chút chị. Em đen quá chị. Em đen quá cho nên tốn tặng nó đấy, em xấu như quỷ kìa chị. À, chị lột giùm nó luôn. Khỏi mắt cúp, em cũng khỏi mắt cúp luôn chị. Lột đi cho nó trắng. Làm sai. Ngô Quân đã lên bài chưa? Ấy khỏi. Nếu Ngô Quân lên bài tôi sẽ nói ra luôn. Ô chị. Ê chị Lan cho hỏi là Ngô Quân lên bài của Nam Râu chưa? Nhàm chén chị. Em lên bài Dương Mai chữ chị đó. Em lên bài Dương Mai nó chữ sư phụ thầy ông nội đó. Chứ tự nhiên bên chị nói là Nam Râu chữ coi như là Như Quỳnh hay quá vô ủng hộ thì người ta cũng đưa. Nam Râu chữ coi như là đại khái hát nhạc bolero của chị cũng hay. Đúng không? Còn đâu có Nam Râu đâu có chữ em đâu. Đúng không? Chị khen Nam Râu chữ Ngô Quân mãi đỉnh coi em đưa lên cho. Cái gì mà chị hù đồ năm Ngô Quân lên bài rồi chưa làm sao vậy chị? Hả? Em sợ quá à ha. Em có sợ ai hết đi chị? Chị không có tè thì em cũng đâu có tè đâu. Tự nhiên hâm hên lên gương yêu Ngô Quân lên bài cho em lên rồi đó. Một người có một cái bài riêng. Đúng không? Chị Hòn thì lên bài của Tống Trần. Còn em không có gì hết á. Tại chị đem cái đống rác túi đó về. Em lên bài đống rác túi đó. Rồi bữa nào chị khen á, chị còn khen nào Tiễn Lê đúng không? Em lên bài Tiễn Lê. Em hay vậy á. Em lên bài Tiễn Lê. Em có đủ đồ chơi hết đó chị. Chứ còn em coi như đại khái là tại vì chị nói người ta thì người ta tự đưa. Chứ em cần gì em đưa bài cái đó lên chi chị? Em đưa nó nhàm chén chị ơi. Chị Lan ơi, chị nói xài. Điền Vlog nó kêu xài. Rồi mới hỏi lời Ngô Quân lên bài chưa đồ hù. Hù ghê chưa cả nhà? Hù ghê. Ủa Ngô Quân? Ghê. Nếu là chưa lên bài tôi sẽ không nói. Rồi. Nếu chưa lên. Nói đi, em cũng có lên rồi đó. Em cũng lên là coi như là Dương Mai đó chữ chị Lan đó. Ngày mai em lên tiếp nữa nè. Em lên để cho chị nhớ. Cho chị nhớ lại mà em nhắc chị mấy bữa trước mà chị không nhớ. Để mai em nhắc tiếp để bữa nay để Dương Mai nó để là cô Lan lừa đó. Thấy không? Ngày mai mốt chừng nào lên bài nói đi tôi sẽ bắt đầu nói tới câu chuyện của Ngô Quân. Được không? Được. Có bao nhiêu chơi hết đi. Chơi luôn. Quá sai luôn chứ không phải sai. Ha. Đó, quý vị vừa nghe qua cô Lan hâm rồi đó. Nếu như chị mà Như Quỳnh đó mà đăng bài hồi đó mà của Nam Râu mà chửi cô Lan đó thì cô Lan sẽ đào mồ, cô Lan sẽ cốt mã. Ha. Từ sơ sơ thôi cô Lan đào mồ cốt mã sơ sơ thôi. Chính à, chị Ngô Quân quên lộn chị Ngô Quân à, chị Ngô Quân mà đưa cái đoạn mà Nam Râu mà chửi á nha cô Lan đó là coi chừng á, cô Lan sẽ đào mồ cốt mã sơ sơ thôi nha. Đây là cô Lan đào mồ cốt mã sơ sơ thôi. Chín đời mười kiếp nhà chị Ngô Quân lên đó, cô Lan hâm rồi đó chị Ngô Quân nghe chưa? À, cô Lan hâm rồi đó, cô Lan tuyên bố rồi đó, mặt chí này cô Lan tuyên bố mạnh ha. Là từ đó giờ chưa biết là tè thằng nào sợ con nào, ghê chưa à, trời ơi ghê quá cả nhà ơi ghê quá. Cô Lan càng ngày càng bá đạo. Cô Lan càng ngày càng bá đạo, tưởng cô là chỉ hù cho chị Ngô Quân sợ thôi hả Tổ Tiếu? Tưởng cô Lan hù cho chị Ngô Quân sợ thôi ha. Ai về chị Ngô Quân lên bài rồi đó chỉ nói mồ mã dòng họ nhà chỉ xây rất đẹp và chỉ mời cô Lan xuống, cứ mời cô Lan xuống coi mồ mã nhà chị Ngô Quân đẹp lắm. Mạnh mẽ lên cô Lan mạnh mẽ lên ha. À, mời cô Lan đi thẳng ra ngoài Vạn Ninh Khánh Hòa, một mặt ghé đào mồ cốt mã nhà chị Ngô Quân lên, một mặt tiễn biệt thằng em toán đầu đất luôn, nó sắp bị bế đi rồi đó cô Lan. Anh Tâm Hàn. Ủa sao biết được? Sao biết vậy? Hả? Sao biết được điểm? Sao hay vậy? Ai nói gì hay vậy trời? Có không? Có nói cho tâm hồn cái.
để cho cái mạng xã hội có còn dơ giấy coi. Ai tôi nghe cái đoạn này này tôi không biết cho tôi nghe nha, tôi không biết con nhan nghe, nghe. Ủa nghe bế là sao, bị ấm hả, bị ấm hả hay sao vậy, bế là cái gì cả nhà hả, chẳng lẽ nghiệp vật hay sao, được bị coi như đại khái điên được hay sao, bị ấm hả là kêu bế. Cái đây tôi không biết, tôi hỏi nha. Ê, em Điền nói cho nó rõ ràng đi. Bế là coi như đại khái là vu khống trà đạp xúc phạm rồi cái bắt đầu bị nghiệp hoặc là coi như đại khái đi không nổi hả, ăn mập quá rồi đi không nổi rồi, coi như là đại khái muốn đi đâu là phải có người bế đi đó, đúng không? Tôi không biết cái này không phải gì, cả nhà tôi hiểu nha, cả nhà tôi hiểu, cái đây tôi hỏi tôi nha, cái đây nghe lại Điền nói lại cái đại Điền không ngạnh mẽ lên nha. À, mời cô Lan đi thẳng ra ngoài Vạn Ninh Khánh Hòa, một mặt ghé đào mồ cốt mã nhà chị Ngô Quân lên, một mặt tiễn biệt thằng em toán đầu đất luôn, nó sắp bị bế đi rồi đó cô Lan. Anh Tâm Hàng, thằng toán đầu đất nó chuẩn bị bế rồi anh Tâm Hàng ơi. Đó. Đấy. Mày nói sai Điền à, cái đem nói sai á. Người ta là an ninh mạng mà cứ bị bế. Ta toàn bộ huy chương đeo đầy mình. Rồi người ta coi như là đại khái bằng khen đầy dách. Còn trong nữa. Cái thằng quỷ này nó dạng nói ghê không? Quỷ này nó dạng nói thì cái chết. Ta làm an ninh mạng đồ. Thấy không? Ta hâm là coi như ta từ ở dưới miền Tây mà đổ về Ninh Thuận. Mà quỷ này nó nói hả? Nói tôi thì tôi nó nói mà tôi tự nhiên tôi cảm thấy tôi mừng dễ sợ luôn á cả nhà. Lá gần 50 kg ý quyền tiền góp 100 lần nếu mà còn biết thì cười tao là cả nhà, cười ra cả nhà đó, tôi không biết Điền nó nói nha. Tôi thích cười quá cả nhà. Nó sai ta an ninh mạng của tầm bậy bạ không à. Ta làm an ninh mạng được. Về mình nói tầm bậy. Chuẩn bị bế rồi. Đó. Tôi nói thở đời nào bà nói là bà chửi. Ha. Là bà chửi. Chửi bà cái gì cũng được ha. Quý vị nghe cô Lan đó không? Có một người nào 60 tuổi mà lên cộng đồng mạng này nói vậy không? Chửi bà cái gì cũng được. Nhưng mà đừng có đăng bài của thằng Năm Gâu lên chửi bả. Chửi bả là bả lột mặt hết từng người luôn. Ủa không lẽ nào cái gu của cô Lan là thằng Năm Gâu sao quý vị? À, nó bị bế kệ cha nó chứ. Ủa vậy sao ông nói nó bị bế rồi để mấy bà chị gái mưa của nó lại cho ông. Rồi bây giờ ông nói như vậy. Mấy mới bể gì ông, bể gì ông nghe cô Lan riết rồi ông đi theo y hình chứ. Ông chia sẻ. Ở dưới đây có cái tôi cười muốn chảy nước mắt luôn cả nhà. Ông chia sẻ. Có cái khán giả vô bình luận nó bị bế kệ cha nó bình luận. Cái khán giả này cũng đang ghét. Đang ghét cái tay đó, tôi cười chảy nước mắt luôn cả nhà. Cái khán giả này cũng đang ghét cái con người ngáo mạn đó. Ông khán giả đang tức nó bị bế kệ cha nó còn móc mới mình nói cho đang chị. Cả nhà đi. Tôi coi mà tôi cười. Tôi nói tôi cười chịu không nổi luôn cả nhà. Lan, không lẽ nào cái gu của cô Lan là Năm Gâu sao quý vị? Cả nhà nghe nè. Tôi cười chịu không nổi. À, nó bị bế kệ cha nó chứ. Ủa vậy sao ông nói nó bị bế rồi để mấy bà chị gái mưa của nó lại cho ông. Rồi bây giờ ông nói như vậy. Mấy mới bể gì ông, bể gì ông nghe cô Lan riết rồi ông đi theo y hình như cô Lan. Mới ngày nào ông nói thằng Toán mà nó bị bắt, nó bị bế đi, mấy chị gái mưa của nó về tay tao. Rồi bữa nay ông nói nó bị bế, kệ cha nó, ông nói cái gì kỳ vậy? Bởi vậy ông này ghét ông theo ông bà cô Lan của tôi rồi. Đó, bây giờ cô Lan hâm rồi đó. Bà lột mặt nạ hết. Đừng có bao giờ đem mà cái bài của Nam Râu ra chửi bà. Nghe. Không lẽ cái gu của bà là gu của Nam Gâu, cái gu mặn gì vậy anh? Anh Cường Nguyễn Hữu. À, Cường Nguyễn Hữu. Rồi dừng nở.
À, tôi nói bả vậy, bả vậy cổ mới sợ mất mặt. Cổ sợ mất mặt với Nam Râu đang bức xúc anh Điệp thôi. À, phải không? Bả sợ mất mặt với Nam Râu, sợ quê đổi với Nam Râu nên cổ muốn là xin xóa hết những cái bài đó đi. Mà mấy em nhà mình cứ đem lên hoài vậy, cho nên cô Lan cổ thẹn, cổ thùng, cổ e, cổ ngại với Nam Râu đó. Bây giờ tôi hỏi cả nhà, cô Lan là tín đồ của thầy ông cố nội, mỗi lần nhắc đến thầy ông cố nội là cô Lan lại rơi nước mắt, thương thầy ông nội quá. Vậy mà tụi nhỏ cả nhà, từ ha, tụi nhỏ này là cô Lan kêu là biết ai không quý vị, là gồm có là Di Cu Te nè, Chiến Trần nè, Minh Tú nè, Ngô Quân nè, chị Nắm nè. Cho nên Điền em theo kêu theo cô Lan cho nó vui. Cô Lan hay nói tụi bay tụi nhỏ đó cả nhà. Thì tụi nhỏ đem clip của Duyên Mai chửi thầy ông cố nội rất là tục tiểu, nhưng cô Lan giả đò ngó lơ, quăng cục lơ như là không biết có chuyện gì xảy ra, không nghe không thấy. Thậm chí là cô Lan đang live trực tiếp ha, thì chị Diễm My, bà Duyên Mai đó, bà gọi cho cô Lan mét là Ngô Quân á, lại phát những đoạn á, hồi đó là Diễm My á, ủa Duyên Mai á, là chửi thầy ông nội. Cái á, cô Lan nạt ngang liền, kể mẹ nó. Cái này cô Lan nói nha, Điền chỉ nói lại thôi nghe chị Linh Lê. À, cô Lan nạt ngang liền, kể mẹ nó. Trời ơi ghê không? Sao mày nói tao hoài vậy? Kể mẹ nó, mày nói tao chứ mày nói hoài vậy? Ôi là trời, tôi tiếu bà chửi trên luồng like vậy luôn á, tôi tiếu. Cả nhà cho Điền vlog số 1 hả? À, cho Điền vlog số 1 cả nhà. Đó là để là cái gì? Để chứng minh cho mình á, là thấy ai chửi thầy ông nội á thì cô Lan không cần quan tâm tới. Nhưng mà phát những cái đoạn của Nam Râu á mà chửi cô Lan á, là cô Lan đào mồ cốt mã. Mà đào mồ cốt mã sơ sơ thôi nha, chín kiếp 10 đời cho tới cái bàn thờ gia phả lên luôn. Rồi lúc đó đừng có nói là tại sao nghe. Ghê không? Cả nhà nghe thắc cười lắm. Đủ gì sau cười chịu nở luôn. À, mà đào mồ sơ sơ thôi, tôi nói sơ sơ thôi đó nghe Tô Tiếu. Sơ sơ là chín kiếp 10 đời đó. Nghe. Tôi nói với bạn nghe không? Tô Tiếu. Ôi là trời, bà chửi thấy sợ luôn. Trời ơi, bà chửi gì mà thấy sợ gì Tô Tiếu? Đây là Tô Tiếu muốn nghe bà chửi mà thấy sợ á. Tôi cho Tô Tiếu sợ luôn nè. Tôi cho Tô Tiếu nghe rồi sợ luôn nè. À. Con người ta sống cảm xúc thật khi lên không gian mạng. Nghe chưa? Khi bức xúc, nếu mình kềm chế được là tốt, không kềm chế được đều không tốt hết. Mến chào Ngọc Hà Nguyễn Thị. Mình chú luôn like, mình kềm chế được. Thành ra tôi cũng chỉ muốn nói ý, tôi không chửi chứ không phải tôi không biết chửi. Khi cần, bất kỳ những thủ đoạn nào, tôi sẽ trả lại cho bằng hết. Ghê. Đầu mồ cốt mã. Đó. Kéo sập bàn thờ. Đó. Đối phương khi cần. Đó, ghê không? Phải làm. Tôi nghe lại cái đoạn này cho Hủ Tiếu nghe coi nè. Hiểu chưa? Tôi nghe lại cái đoạn này coi nè. Đầu mồ cốt mã. Đó. Kéo sập bàn thờ. Đó. Đối phương khi cần. Trời ơi, ghê không? Phải làm. Ghê không? Tôi hiểu chưa? Chưa. Đắm cặn bã. Có người ta sống. Đó, nghe chưa? Nghe chưa chị Phan Ly, nghe bà nói cho. Nhưng mà ủa, cô kéo sập bàn thờ nhà cô đi, rồi cô để cái thằng toán đầu đất lên cô thờ nó đi, cô cung phụng nó đi, cô bới cơm lên cô cúng nó đi. Chứ cô đổi đi kéo sập bàn thờ nhà ai? Cô đi đào mộ cốt mã nhà ta nhà ai? Chắc người ta để cho cô kéo à, để cho cô kéo cái bàn thờ, sập bàn thờ người ta xuống à. Không dễ đâu, cô thử lại cô kéo sập bàn thờ nhà ta xuống là được không? Không có dễ đâu. Tô Tiếu, có nước cô kéo sập bàn thờ nhà cô á thì được, cái chuyện nó dễ, không ai cản cô hết á. Xong rồi cô lấy xin á, cái tấm mình á, xin tấm mình của thằng em toán đầu đất á, ha, đem lên cái bàn thờ quỳ lại nó mỗi ngày, cô lại cho điệu mà lại cung phụng, lại cung phụng, cô lại gì được, bàn thờ nhà cô mà, cô dễ kéo quá mà,
Cô Lan cho cô đi kéo bàn thờ nhà ta là không dễ đâu. Con thấy ca này khó lắm mà nghe cô Lan, khó. Mà ai, thằng nào con nào nói cô Lan không biết chửi. Trời ơi trời, không hiểu nữa, không biết thằng nào con nào nó nói cô Lan không biết chửi vậy cả nhà. Trời ông này nha, đứa nào nó nói mà nó không coi lại à. Đứa nào mà nó nói trên cộng đồng mạng này nó nói cô Lan là không biết chửi gì cả nhà. Trời ơi trời, chị em của cô Lan là làm nghề bốc mộ luôn rồi. Bây giờ đổi là làm nghề bốc mộ luôn để sống qua ngày đoạn tháng. Ai nỡ nào mà đành lòng nào mà đồn hai chị em của cô Lan là tâm thiện, hai chị em cô Lan là thánh thiện. Trời ơi thánh thiện đâu tôi thấy, chứ tôi thấy thánh chửi thì có đó. Thánh thiện đâu tôi chưa thấy nghe, chứ tôi thấy thánh chửi thì có chứ thánh thiện gì tầm này nữa quý vị. Thánh thiện gì tầm này nữa đó. Thánh thiện gì mà kêu chi cô ta, kêu Minh Tú, kêu chị Ngô Quân, kêu chị nắm chiến trận gì đó. Là một đám cặn bã. Bởi con nói cô Lan không nói lại người ta thì tốt nhất là lên chửi, lên chửi hầm bà lằng xấu xính bé gì à, người khuất mặt của mày nói bà chửi từ người còn sống cho tới người chết bà cũng chửi, bà đem ra bà chửi lộn sao bằng à, chửi xong rồi cái đòi tiền à, chửi chẳng những chửi xong rồi đòi tiền đó nha chị em bà đang tâm thiện lắm đó, bữa nào lòi ra một cốt mã người ta không à, đúng rồi bữa nào một cốt mã, hai chị em nào một cốt mã không à, có bữa nay lộn sàn hầu rồi quý vị ơi à, lộn sàn hầu mày mà chửi xong rồi cái đi đòi tiền người ta lại, cái chiêu này là cái phân của đa đề ngày xưa tới giờ rồi chứ mới đây, ngày xưa tới giờ là họ chửi người ta xong cái họ đi đòi tiền lại. Ai làm mà không theo mà đúng theo cái ý của họ đó là họ đem ra họ chửi tất tình thân, họ chửi tất tình thật, họ chửi xong rồi cái họ nói ê trả tiền lại cho tao đi, tao không thiếu, bữa mày không thiếu tiền mà tao chưa ăn mà mày lấy tiền rồi, bữa nay mày trả tiền lại cho tao đi. Ta đề là vậy, người ta đề là quen rồi đó, chứ phải là chửi xong rồi bỏ đâu nghe, chửi xong rồi còn đòi tiền nữa. Cảm ơn Lâm Gia, cảm ơn Lâm Gia rất nhiều. Cái đó đầu tiên cô Lan nhắc tới là Di Cô Te à, cô nói rằng lúc trước Di nó có mượn cô á 1,5 triệu à, nhưng cô Lan không cho à, nhưng cô Lan không cho 150 triệu ông hả, 1,5 triệu 150 triệu gì đó. 150 triệu đúng rồi. Trời ơi, Di Cô Te mượn cô Lan 150 triệu mà cô Lan cho. Vì á là cô mắc lo xây nhà, xây cửa, xây nhà trọ để cho thuê nên cô không có dư tiền. Mà lúc đó có tiền thì cô Lan cũng không có cho. Chi Kim mà cô mắc sửa nhà đúng rồi, cô không có cho. Mà cô có tiền cô cũng cho, rồi cuối cùng là cô cũng không có cho mượn. Nhưng mà cô thích đi nói. Cô Phạm. Nghe vui em chị. Cảm ơn cô Phạm. Tôi nói quý vị bây giờ tôi đi một người nào đó mượn tiền mình, ví dụ mình không có cho thì mình đừng có nói. Phải quý vị? Còn cái này á, bà lên mà kể lễ bay như đúng rồi á. Cái người đó mượn tiền tôi mà cuối cùng á, tôi mắc xây nhà, tôi mà tôi có tiền tôi cũng cho. Ủa mà cuối cùng lại là cô Lan không có cho mượn mà cô Lan đi lên nói để làm gì? Mà bây giờ con nói cho dù cô Lan có cho thằng Di Cô Te mượn 150 triệu đi nữa, cô Lan cũng không nói cho cộng đồng mạng này nữa vì người ta mượn mình. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây con muốn nói là cuối cùng lại là cô Lan cũng không có cho mượn, vậy mà cô cũng đem lên trên cộng đồng mạng này ha, cũng là một cái thành tích. Trời ơi chứ vậy cô Lan nói chuyện chi Kim vì vậy để làm gì? Cô Lan cô có dám chắc trong cuộc đời của cô chưa bao giờ đi mượn tiền người nào hả quý vị? Cô Lan dám chắc trong cuộc đời của cô chưa bao giờ đi mượn tiền một người nào chưa? Chừng nào cô đã cho Di Cô Te mượn ha, mà em ấy không trả cho cô á thì cô mới lên trên cộng đồng mạng này cô đòi, rồi cô chửi người ta, cô đòi, cô khóc, cô lễ, cô kể, cô lễ gì đó thì cô đằng này không có cho mượn vậy mà cũng lên trên cộng đồng mạng này kể lễ khóc lóc, nó bó tay bó chân chấm cơm với cô Lan luôn. Ai trong đời mà không có lúc mà gặp khó khăn đâu quý vị, không có lúc dây mượn đâu quý vị. Cái quan trọng là mình dây mình mượn mình trả chứ mình có giật. Chừng nào Di Cô Te nó mượn cái dây nó trả, nó giật cái thì là nó khác. Tôi nói thật sự tôi ghét cái đám đa đề này. Bây giờ người ta mượn tiền mà không cho người ta mượn cũng lên kể lễ. Anh Hoàng Long Gia mà bây giờ mình có cho mượn đi, bây giờ người ta chưa tới ngày trả mình cũng có. Đúng rồi chị Kim. Tiếp đó là cô Lan còn nói là tới Minh Tú, cô Lan đang kể một cái thành tích của Di Cô Te vậy. Đúng rồi chị Trúc, anh Tâm Hàng nói đúng rồi. Cô Lan nói, bây giờ cô Lan nói Di Cô Te xong rồi tới cô Lan nói là tới Minh Tú à, anh đừng nhìn anh như thế. Đến đây Minh Tú à, cô Lan bắt em phải kê khai các khoản tiền mà cô Lan cho em kìa Minh Tú. Và cô nhờ em chuyển cho tiền em nữa kìa Minh Tú. Em lo liệu đi, nếu không kê khai là hai chị em cô Lan sẽ đào mồ cốt mã gia đình em nữa đó Minh Tú. Ôi là trời, cô đừng nghe Minh Tú. Không kê khai là hai chị em cô Lan sẽ đào mồ cốt mã nhà em đó Minh Tú. Ôi là Minh Tú. Em làm như lời cô Lan từng chửi đó. Ai cái hai chị em nhà cô Lan mình dám làm nó mà chơi đâu. Chứ không phải đùa đâu quý vị. Vì làm cái nghề hai chị em cô Lan là làm nghề bốc mộ mà, để sống qua ngày đón tháng mà. Sao cô Lan chuyển lẹ quá trời vậy cả nhà? Lẹ bánh tráng gì quý vị? Lúc thì anh nhắc tới Minh Tú, trời ơi tôi thương Minh Tú lắm. Thương Minh Tú từng giọt nước mắt của tôi nè, khóc nghẹn yêu thương Minh Tú nè, bảo vệ Minh Tú nè, vì Minh Tú là con của thầy ông nội. Chẳng qua nó bị Như Quỳnh dẫn dắt thôi. Thế lúc thì sao? Lúc thì gì nè? Thằng Minh Tú nha, thằng Minh Tú mà mày nhỏ nghe mày tàn sát luôn nha Minh Tú. Nha, bà chửi thằng nhỏ. Một lúc bà lên bà khóc lóc, một lúc bà lên bà chửi thằng nhỏ. Dám làm chết liền. Bà lên bà chửi thằng nhỏ. Bà lên bà chửi thằng nhỏ tàn sát, tàn bạo vô nhân đạo luôn. Còn cô thì kể lễ ra cho Minh Tú cái này, cho Minh Tú cái kia ha, cái gì là kể công hết trơn á. Hay là bây giờ cô nói thật sự ý đồ á, ý đồ cô Lan muốn nói là Minh Tú là con của thầy ông nội nên cô mới rút tiền cho nó, đúng không quý vị? Cô mới rút tiền cho nó rồi Mạnh Thường Quân nào có lòng hảo tâm á thì trả lại cho cô chứ gì ha. Tôi nói bởi vậy mới kể lại, kể lễ khóc lóc trên cộng đồng mạng này mỗi ngày rồi kê khai ra tiền này tiền nọ hoài á anh Nguyễn Cường. Hả bây giờ muốn là muốn Mạnh Thường Quân của Minh Tú trả tiền mà đó cô Lan. Còn nếu như bây giờ Mạnh Thường Quân của Minh Tú mà không trả tiền là cô đi đâu mà có mã mà cô Lan, phải không? Huh?
Rồi sao? Rồi tiếp đó là cô Lan nói tới Chiến Trần nữa. Chiến Trần bữa nay vô kênh tôi chắc có động cái gì rồi. Chiến Trần ơi, ba hồng chính giới về nghe cô Lan nói chuyện Chiến Trần. Tôi kiểu Chiến Trần hồi đó tới xuất hiện ra. Cô Lan nói nhờ em chuyển cho Việt Nam 10 triệu. Cái này tôi bây giờ tôi phải giả lại cái giọng của cô Lan. Chiến Trần đâu vào nghe nè. Là tôi đang nhập vai của cô Lan nghe Chiến Trần. Đừng có nghĩ tôi nói Chiến Trần là Chiến Trần lên. Quất tôi cái là lộn xà bằng đó. Đây là cô Lan nói nè. Chiến Trần đâu? Hai bữa ở nhà chuyển cho 10 triệu. Chiến Trần đã nhận của cô để chuyển cho Việt Nam, nhưng nhập một cái là động thái của Chiến Trần khiến cho cô Lan nghi ngờ. Chiến Trần có gửi cho cô đoạn video kiếm tiền là 10 triệu nhưng không có quay lúc bỏ tiền vào bao thư. À, cái này Chiến Trần nghe cho kỹ nha. Không có bỏ vào bao thư, khi đưa cho Việt Nam thì đưa bao thư đó, nhưng cô Lan nghi ngờ trong đó không có đủ là 10 triệu. Chết bà đấy Chiến Trần kìa. Tôi kêu Chiến Trần nó vô kìa trời. Thôi là trời, tôi kêu Linh Điệp. Kêu nghe cô Lan nói vô, cô Lan nói kêu ông chỉ cho cô lên Việt Nam 10 triệu mà ông bỏ vào bao thư, không có quay phim rồi ông đưa cái trong bao thư có đưa cho Việt Nam. Rồi bà nói bà nghi ngờ, bà nói trong đó không đủ 10 triệu. À, có chịu vậy cho nên cô Lan nói Chiến Trần nhận tiền của cô Lan nên làm chưa tròn cái trách nhiệm. Ngày hôm đó cô không nói ra, nhưng hôm nay bắt buộc cô phải nói ra. Vậy mà bà nói người đâu kìa, bà nói người đâu là. Người ta đã xác nhận với Thiền Nam luôn rồi, gọi vô Thiền Nam xác nhận luôn. Bây giờ bà lên bà chửi, bà chửi từng em một kìa. Bà chửi từ Chi Cung Tây rồi bà chửi tới Chiến Trần, bà chửi Minh Tú nè. Đó bây giờ bà đang chửi Minh Chiến Trần nè. Tôi nói cái chiêu này của cô Lan á. À, cái chiêu này gì á là con học cô Lan á, cô Lan là học của thằng con đầu đất nè. Phải không? Vậy tại sao lúc đó cô không nói mà bây giờ cô lại nói? Chiến Trần học theo cái chiêu con đầu đất đi, nói với cô Lan đi. Ngày bữa đó sao cô không nói, bây giờ cô lại nói. Học theo cái chiêu con đầu đất là chắc nhất là nó. Chiến Trần ơi. Bây giờ nói bây giờ cô Lan khỏi có xác minh, khỏi có gọi vô Thiền Nam xác minh gì cho nó. Bây giờ cô Lan nói con nói thằng con đầu đất đó. Ngày xưa sao cô nói, bây giờ cô lại nói? Tại sao? Cô kêu cô bạn trả lời sao? Cô mới chào chị Tiến Bằng. Trời ơi, tay lên giữa giỏ cái vụ chị Khe nó trong nè. Là lúc đó chị Khe nó trong có nói. Nhưng do thằng thắng lộ là đầu đất này cái lỗ tai nó bị cay vậy cho nên nó không nghe và nó không thấy. Còn lần này cô Lan là khẳng định là lúc đó là cô nghi ngờ. Cô nghi ngờ nhưng cô không có nói. À, nếu cô mới chỉ nghi ngờ mà cô dám nói với cộng đồng mạng này. Như vậy là cô Lan vô khống cho Chiến Trần rồi. Mấy chào anh Hùng Minh. Phải không? Phải không tôi thiếu? Cô chỉ mới nghi ngờ thôi mà cô lên cộng đồng mạng này cô nói như đúng rồi. Như vậy là cô đang vu khống cho Chiến Trần rồi. Phải không mày? Về cái vấn đề này nữa là cô dùng những cái từ ngữ mà nói về cái vấn đề mà Chiến Trần đó rất là sai. Cô nhờ Chiến Trần đưa tiền cho Việt Nam chứ không phải là cô cho Chiến Trần. Khi nào cô cho Chiến Trần là khác. Còn cái này cô đang nhờ giả người ta đó. Cô đang nhờ giả Chiến Trần đó. Cho nên việc mà cô nói cho Lai nói rằng là Chiến Trần có nhận tiền của cô là cái đó là sai. Chiến Trần nào mà nhận tiền của cô? Cô nhờ người ta mà. Rồi bây giờ cô nói người ta nhận tiền của cô, cái đó cô là sai nữa. Cô chỉ nói cho sướng cái miệng cô chỉ nói về cái gì mà cô tự cho là cô là đúng. Còn hết. Bây giờ thử hồi cô Lai đi rồi Chiến Trần nó vô nó thanh minh thanh nga đi thì cô lại chửi người ta. Bây giờ tôi nhờ Chi Trúc chuyển cho Thiền Nam là tôi đang nhờ giả Chi Trúc. Bây giờ cô đang nhờ giả Chiến Trần đó. Cho nên cô nói là Chiến Trần nhận tiền của cô là cái đó là sai, sai quá sai. Không biết vậy. À, cho nên cô nói như vậy là quá sai. Hôm qua em Chiến Trần cũng có bình luận là chưa hề, là như hôm nay nè, Chiến Trần có bình luận nè, chưa bao giờ nhận của cô Lan một đồng nào, chưa bao giờ ăn của cô Lan một đồng nào hết trơn á. Vậy mà cô nói theo kiểu mà cô lên luồng like cô nói đi, mấy chào chị Băng không, chị cô nói theo kiểu là mập mờ để cho khán giả người ta không hiểu, để người ta hiểu sai, ha, hiểu sai. Để tại cô đang mập mờ về cái câu chuyện này mà, để người ta hiểu sai về Chiến Trần, để người ta hiểu không rõ ràng về cái câu chuyện của Chiến Trần, khán giả của cô hiểu sai cho Chiến Trần, phải không? Nếu mà cô làm như vậy là cô chơi quá dơ, cô chơi quá dơ luôn cô Lan. À, tại vì cô Lan nói Chiến Trần là có nhận tiền, nói chung là cô Lan dẫn dắt cái câu chuyện này để cho khán giả người ta không hiểu về Chiến Trần. Cho nên tôi hôm nay tôi sẽ lấy cái đoạn của Chiến Trần về để cho quý vị nắm rõ được hai cái thông tin luôn. Alo nghe em. Alo. Rồi, ok. Chị Vân nghe rõ không? Khán giả nghe rõ không? Rõ em. Ok, chào chị Ngô Vân, chào khán giả trong nước, ngoài nước. Em muốn nói về cái vụ 10 triệu á. Cái 10 triệu này á, là đúng là lúc đầu đưa cho Chiến Trần. Nhưng Chiến Trần nó bệnh. Thì khi mà bé Trúc á, nó ghé qua nhà Chiến Trần, nó cầm giùm, nó đưa vô Thiền An. Chị Lan kiểm chứng thông tin giùm nha chị Lan. Chị nói như vậy là chị nói người Thiền Am đó chị Lan à. Mà bây giờ tôi hỏi nè, chị có thấy rõ ràng là Tiến Trần nó rút ruột 10 triệu không? Tụi nó có cái clip lên là có đếm tiền mà sao mà chị lại có thể nghi quan cho nó như vậy hả chị Lan? Cái chuyện nào mà chị thấy đúng 100% người ta có lỗi đó thì chị giải quyết riêng, cùng là một thời với nhau đúng không chị Lan? Còn nếu không á, không có rõ thông tin thì đừng có đưa lên cõi mạng mà xúc phạm danh dự của người ta như vậy nghe chị Lan. Cũng giống như chị đã làm với tôi. Rồi bây giờ cái này tôi gợi nhớ lại cái vụ mà bao thơ ở bên Bảo Lộc phải không chị? Cái
chính cho cái gì tí trọc cũng bị nói là cái vụ mà bỏ tiền đúng không chị Ngô Quân? Đúng rồi, coi như bị thơ 200.000 mà phần quà 100.000 mà lên nói là phần quà 200.000, bị thơ 100.000 đó, phần quà đưa phần quà đó đó ít. cái bài này sao nó giống quá vậy trời hả? Cái bài này nó hơi giống nha, nó hơi lạ nha. Sao cái bài này cứ làm đi làm lại hoài vậy? Ủa sao ngộ vậy? Đang đề cái đa cái đề cổ thụ mà bây giờ chị tự nhiên chị bóc tách, chị lật mặt để cho người ta thấy rõ bản chất vậy chị Lan? Thông tin nó rõ ràng, giống như tôi đi về Việt Nam như Quỳnh nó cũng đâu có xin tiền, đúng không? Tôi ngồi ngay đó luôn mà thông tin còn đưa sai nữa hả chị Lan? Đúng không? Mà khi người ta chia sẻ thông tin sai thì chị phải kiểm chứng, nhưng mà chị vẫn hỗ trợ, chị vẫn cười, chị vẫn đi theo. Vậy là sao hả chị Lan? Trời ơi, lớn rồi chị Lan ơi. Nhiều khi cái đầu óc của mình nó không có còn được sáng suốt, nó minh mẫn, thì cái gì mình chậm lại, chứ đâu có phải mà mỗi ngày lên tới 3-4 like. Chị tuyên bố 3-4 like, tôi nghe nói ngày xưa chị bị bệnh tim, thành ra cái người ra đề nói tôi là chị bị bệnh tim, thành ra thông cảm cho chị Lan không được khỏe, thành ra không có phản biện nhiều. Ô sao bây giờ chị khỏe quá vậy chị Lan? Hình như nghe nói Karen trong gửi thuốc cho chị đúng không? Trời ơi, bây giờ chị khỏe quá hả? Ai mà lên live bên đây là chị đấu liền, chị chiến liền, đúng không chị Lan? Khỏe ghê mà bây giờ cái gu của chị Lan cũng càng ngày nó càng tăng cấp. Nghe nói chị đi quật mồ, quật mã, chị hâm he phải không? Đa đề ngộ lắm, đa đề thích lật bàn thờ. Mùng 1 quá tôi lên tôi quật mộ người ta. Bây giờ sao ngộ mà tôi nghe đa đề còn nói là đa đề chỉ có phản biện thôi, văn minh tử tế thôi, giúp đỡ người ta thôi. Rồi cái gì? À, giúp đỡ những người thân cô ba cơ thấp cổ, chẳng hạn như thiền am nè ha, chẳng hạn những gia đình neo đơn nhưng mà tiền nó gửi thì bị cắt bớt. Còn thiền am giờ những cái clip bảo vệ thiền am sao tôi không thấy? Ủa nó lạ vậy đó. Bây giờ đa đề càng ngày tôi càng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác à. Cả nhà nó lạ quá à, ngộ nha. Ủa chị Ngô Quân, cái tin mà nghe nói là lật mộ á, có phải là chị ghép không chị Ngô Quân, hay chị có bản gốc vậy chị Ngô Quân? Bản gốc mà đâu có ghép đâu chị đi chạy gì, chị để cái tiếng nói của chị Lan là chị lấy cái hình mã mồ của nhà chị đưa lên cái hình, chị lấy cái hình đó làm đại diện. À chứ không phải là ghép phải không? Em nghe nói là cắt ghép, khán giả đưa lấy cho em nói là cắt ghép. Đâu có nguyên cái bản luôn á, chứ đâu có cắt ghép để làm cái gì? Thì em phải hỏi chứ. Nguyên bản luôn đó, rồi bắt đầu tại vì biết sao không, đồng đội nó ngu nó đã từ cắt ghép của cái chị đưa lên cái khúc mà cho chị Lan đòi ỉa tên cái mã nữa, tại chị đường đoạn đó là thấy đau lòng rồi, còn cái đoạn mà ỉa tên mã nữa chị không muốn đưa, mà cái coi như là cái đồng đội ngu quá thì buộc chị phải đưa luôn nguyên bản luôn. Ồ không, mà dạo này nói chị Lan nghe nè, bây giờ á chị mà lật mồ lật mã ai là tự nhiên á, nó có một cái clip khác à, có người làm thế à, cái người đó bây giờ chị thấy ông phản tác dụng, chị nhìn đi. Bây giờ chị nghe lại cái điệp khúc của ngày xưa, tất cả những người ngày xưa nó chửi chị được nghe mỗi ngày luôn chị Lan. Bây giờ chị tức tối chị đòi chị lật mã, ảnh hưởng sức khỏe lắm chị Lan ơi. Thấy không, mình lớn tuổi rồi, uống chè dưỡng gan của Duy đi, chứ đâu có phải là mực ăn mỗi ngày à, cái gì không mực 3 năm rồi, bây giờ chị đem ra, bây giờ quà mua góp tặng đa đề là như vậy á. Tôi nói cho một cái gì là bắt đầu ngồi kể, làm một cái công chuyện gì bắt đầu ngồi kể, miếng ăn là miếng tồi tàn, bây giờ kể ra hết từ mực này nha, rồi đủ thứ chuyện mà miếng ăn. Chị thì không có nhận tiền của ai hết, nhưng mà tôi thắc mắc á, là cái vụ mà đi Thái Lan, rồi cái vụ mà bà boy boy bà gửi cái tiền tôm hùm á, tôi không biết cái tin đó là đúng hay sai, tôi hơi thắc mắc á chị Lan. Mà tiền mình cho người ta mình giúp thi ân bất cầu báo, mà sao mà cái gì cái chữ ân huệ sao mà nó nghe ghê gớm quá vậy? Khi đã là mạnh thường quân rồi á thì không có cái chữ ân huệ ở trong đây. Chị biết không, Mạnh Thường Quân để người ta tôn vinh mình chứ không phải mình vỗ ngực. Nhưng mà tôi nghe nói Mạnh Thường Quân dạo này có chữ chúng tôi, cái tiền mùa kiện á, cũng là chúng tôi. Chị là đâu phải một người, đa đề là rất nhiều người đúng không? Luật sư của chúng
tôi thắc mắc cái tự chúng tôi đó. Vậy bây giờ cái tiền mà góp á là chị Lan hay là chúng tôi không biết, tại vì chị lên đây chị có kêu chúng tôi hơi thắc mắc ha. Dạo này có nhiều cái tôi thắc mắc thì tôi hỏi vậy thôi. Tại vì tôi không muốn nghĩ xa về người khác, không muốn nghĩ xa về Đa Đề, không muốn nghĩ xa về chị Lan. Nghĩ xa về người ta tội lắm. Từ trước đến giờ tôi không biết Du Khống ai, tôi cũng không muốn nghĩ xa về ai hết. Mình nghĩ như vậy là tội người ta mà mình tạo thêm nghiệp, đúng không chị Lan? Mà bây giờ càng ngày cái gu chị nó mặn quá, chị lên chị khiêu chiến. Rồi bây giờ mỗi một ngày 3-4 clip chị lên chị khiêu chiến, mà chị cảm thấy chị chống đỡ không nổi thì bắt đầu chị kéo rác. Thậm chí chị kéo những cái người mà xúc phạm đến cụ Lê Tùng Vân, rồi người ta chửi chị, rồi người ta hát bài. Khi chị khóc người ta cũng chế nhiễu, người ta cũng hát, chị cũng bắt tay luôn. Rồi chị đi trở về tuổi thơ. Cái bài gì á, cái bài gì tuổi thơ mà hay hát, hồi đó mình còn nhỏ hay hát á, chị Ngô Quân. Nắm tay nhau. Mấy bữa nay nó phát á. Nắm tay nhau. Bắt tay nhau phải không? Nắm tay nhau, bắt tay nhau. Ngày mai chị Lan ơi, hát cái bài này nè. Tôi chỉ cho chị, ngày mai chị hát bài này hay hơn nè. Bốn phương trời ta về đây chung vui. Đó. Cái bài đó hả, chị nói dầm tay lớn nó lên, nó mạnh hơn cái bài này. Cái bài này là chỉ có hai người thôi. Còn cái bài mà bốn phương trời á, là tôi nói thiệt á, chị hát lên hát một cái đi là tất cả là từ ở hải ngoại, tất cả là bao nhiêu tỉnh thành ở Việt Nam nó nghe chị, nó cảm động quá, nó bái về chị hết, nó giúp sức cho chị hết. Ha chị ha. Đúng không chị Lan? Bây giờ tôi nhắc nhở cho chị với Đa Đề nè. Người nào đưa thông tin cho mình á thì kiểm chứng đi, chứ không phải cái gì mình cũng đăng lên, cái gì mình cũng chia sẻ. Mấy bữa nay chị ca tụng cái ông Trang Nguyễn gì ở bên Canada, đúng không? Mà Như Quỳnh nó nói, nó đã cảnh báo cho chị, nó có lòng tốt, nó nói với chị là cái ông đó bị hủy bằng rồi, đúng không? Giống như ông Sơn Lạ Liễm đó. Để tôi nói cho chị nghe, chị không tin, chị lại tiếp tục, chị chia sẻ, chị lại đòi bằng chứng. Chị ơi, tôi đã đọc được cái bản phiên bản tiếng Anh rồi nghe chị, của tà báo ở bên Toronto nha. Để tôi nói cho chị nghe nha. Là cái ông đó năm 2018 là ông đã bị hủy bằng. Ông kháng cáo năm 2020, ông kháng cáo, cái kháng cáo ông bị... ngàn mà chia làm 5 lần để đóng thành mỗi một năm. Cái deadline tức là cái ngày phải đóng á, là bắt đầu từ 2021 đến 2025 của mỗi một cuối tháng của tháng 7, 31 tới tháng 7. Nghe chị Lan, đó là cái dạng của ông luật sư La Liếm, chứ không phải chị nghe người ta nói thông tin thì tôi không biết người nào mà nó hại chị như vậy nữa. Đưa thông tin sai hay là người đó không có ý hại chị nhưng mà không kiểm chứng đưa thông tin. Chứ mấy bữa nay chị, tôi thấy chị vui, chị hí hửng và chị cứ đem chia bài như vậy. Đến lúc người ta có lòng tốt, người ta nhắc cho chị còn không nghe, chị còn lên like, chị còn phản bác, chị còn đòi bằng chứng. Đó, chị Lan, tại sao người ta nói chị hồ đồ? Tại sao người ta nói chị nói này nói kia? Rồi còn cái clip mà Nam Râu đưa lên thì chị nói cái đám này nó xảo trá. Không có ai xảo trá mà người ta có lòng tốt. Người ta nói sao? Người ta nhắc nhở cho chị, ok, cái thời xa xưa đó, những cái người này nói chị như vậy, thì bây giờ chị là bạn, đúng không? Kéo về, nhưng mà thực tâm người ta có muốn giúp chị hay không? Hay là bây giờ người ta chỉ có chia sẻ theo cái quan điểm của người ta thôi, chứ đâu phải người ta nói như vậy là chị nghĩ là người ta theo chị, đúng không? Mà hai nữa, đối với tôi á, quan điểm của tôi mà những người như vậy là tôi không coi là bạn nữa. Ai nói này? Tại vì mình đã bất đồng quan điểm rồi, chứ không thể ngày hôm nay là như vậy, ngày mai mình cần gì lợi ích mình lại kéo về. Mà hai nữa là chị nên nhớ rõ là Nam Râu nó không có nói dừng vụ kiện, nó vẫn tiếp tục theo dõi để nó biết kết quả nha. Đúng rồi, Dư Tâm. Bữa nay nghiệp hoạt rồi, bữa nay Dương Mai nó chửi, nó để đề tài là cô Lan lừa. Ủa cái chữ lừa này tôi không biết nha chị Lan. Tại sao mà bây giờ đồng đội của chị kéo về bây giờ nó phản lại, nó kêu chị là lừa vậy? Chị giải thích giùm cộng đồng mạng đi, tôi không biết lừa gì. Chị nói là bây giờ chị là mạnh thường quân lớn, chị đâu có lừa ai. Hồi xưa tôi tin chị, tôi nghĩ chị có tâm thiện đối với Thiền Am, đối với mấy bé, đúng không? Lớn tuổi mà còn phải bôn ba gì mấy bé, chị đâu có
lừa ai, tôi đi về Việt Nam tôi đâu xin tiền ai đâu, tôi đâu có nhờ ai góp khi mà tôi đi họp fan đâu, mà sao cái lan truyền ra thông tin vậy, người này người kia muốn góp cho tôi, rồi tôi đi về thì không có ai gặp tôi. Úi trời ơi, sao đa đề nghe nói phản biện văn minh lắm mà sao đưa thông tin sai lệch vậy ta. Ngộ quá rồi, có vụ mượn tiền nữa. Tôi nói chị nè, 25.000 á, chị đưa ra thông tin đi, có phải là bà Như Quỳnh như vậy. Nếu mà chị đưa ra được cái thông tin đó, tôi nói thiệt với chị, bảo đảm là tôi đứng lên thì phản biện giùm cho chị luôn. Tôi phản biện giùm cho chị, tại vì tôi là con người trung lập, tôi không có đứng phe nào, không về phe Như Quỳnh, cũng không phe Như Đa Đề, không Ngô Quân gì hết. Đối với tôi đúng sai, nếu mà Ngô Quân sai tôi cũng phản biện Ngô Quân, thành ra tôi mới phải kiểm chứng Ngô Quân là có phải là cái tin mà Đào Mồ Cúc Bả đó là cái tin giả, là cái cắt ghép của Đa Đề hay không, tôi phải hỏi chứ. Ồ, nếu mà bây giờ nếu mà Duyên Mai nó nói chị lừa, ủa vậy là lừa cái gì vậy ta? Ồ, cái tôi không biết nè, cái này chuyện mới à. Chị Lan ngày mai phản biện giùm đi chị Lan. Chị Lan cho mọi người biết á, là tại sao mà Duyên Mai nó nói chị lừa. Nếu mà chị không lừa, ngày mai chị chơi đô nặng đi. Mà tôi không biết là chị có lật Mộ Cúc Mã nữa hay không. Thôi cái đô đó, thôi kỳ lắm chị Lan ơi, nặng lắm, không nên. Tại vì mình để cho mấy cái người mất rồi mình tôn trọng người ta, đúng không chị Lan? Mấy cái người đó thôi mình đừng đụng đến, để cho người ta mồ yên mã đẹp giùm đi. Sao tôi thấy Đa Đề cứ khoái lật bàn thờ, lật mộ, lật mã như vậy, cái đó tội lắm nghe chị, cái đó nghiệp nặng lắm chị Lan. Ha chị Lan ha, bây giờ xuống một cái quyết chiến Viên Hồng, xuống một cái giùm đi, sao cái cao trào nó lên cao, nó lên thấy sợ quá à, nó không có điểm dừng. Bây giờ mỗi ngày thì chị sẽ nghe những cái bài hát của những cái người ngày xưa người ta ru ngủ chị, theo nhiều cái giai điệu lắm, bolero cũng có nè, techno cũng có nè, cha 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 cũng có nè, nhiều lắm. Chị nghe đầy đủ hết nha. Chị càng nói thì người ta sẽ cho chị nghe nhạc đời xa xưa, cho chị quay về chốn xa xưa, quay về lịch sử ngày xưa của chị, cái thời hoàng kim của chị đó, mà chị đánh phá hết đám nghĩa địa đó, một mình chị chống mafia đó, nhiều lắm chị Lan ơi. Người ta có 200 clip về chị luôn, công nhận là tôi thấy tôi phục chị nha. Chị Lan nhớ nha, cái ông luật sư đó là tôi có lòng tốt nha, tôi còn nghĩ tình xưa đó. Tôi nói cho chị nghe, với cái đa đề nha, là cái ông đó nó như thế nào nha, không có là lại la liếm nữa nghe. Nhớ nha, cái ông luật sư mà chị hay chia sẻ đó, cẩn thận đi nghe. Vậy đó, tôi cũng có lòng tốt với Gia Đa Đề lắm nha mọi người. Thời một thời cũng như mặc dù người ta đối xử với tôi cũng không có ra gì, nhục mạ tôi, vu khống tôi, đem bệnh của tôi ra nói, nhưng mà cái nào tôi sai tôi vẫn nói, tôi vẫn báo cho Đa Đề là cái ông, thêm một cái ông luật sư la liếm ở Toronto nữa nha. Nha, cẩn thận đi, chứ không phải người ta kêu gọi tiền, đòi lại tiền là người ta có kiến thức về luật. Chị Lan có biết về luật không, mà bữa nay tôi thấy chị chia sẻ về vụ án của Mai Vũng Tàu, chị đem vô chị nói về vụ án của bên Minh Tú là nó sai lắm nghe chị Lan. Chị không biết về luật Mỹ, đứng qua một bên giùm ha chị Lan. Thôi hôm nay nhắc chị Lan đến đây thôi, nghe cái vụ mà chị Lan quật mồ quật mã thấy sợ quá. Thôi chị cũng cho tôi xin nghe, chị cũng làm ơn nghe, đừng có ngày mà nhiều khi tôi nói bữa nào mà chị tức quá cái một ngày chị cũng đòi với tôi như vậy ha. Thôi cho xin chị Lan, xin tôi xin thiệt á, tôi ngàn lần tôi xin á, dịu xuống. Mà tôi có phản biện là đúng chứ không có sai ha chị Lan, đừng có làm vậy với tôi cũng sợ lắm. Giờ tôi lên đây tôi năn nỉ, tôi xin chị Lan. Thôi bye chị Ngô Quân, bye cả nhà nha, chúc cả nhà có Việt Nam là có một buổi tối an lành, bên Mỹ là một ngày mới an lành. Ok, cảm ơn em nhiều, cảm ơn chị sẽ hay quá, cảm ơn em. Rồi bye cả nhà. Bây giờ Minh Tú lên lại, cả nhà vô ủng hộ em Minh Tú cho Ngô Quân xin xuống like nha cả nhà. Hẹn gặp lại ngày mai còn phần 2 của Điện Vlog. Hay lắm nha cả nhà. Phần 2 của Điện Vlog cả nhà, cừ mà không té nghiêng té nữa. Còn một phần 2 nữa để tôi coi vô phần hồi nãy vô phần mấy rồi. Có đoạn mấy rồi. 31 phút 42 giây để tôi đề cái 31 phút 42 giây. 31 phút 42 giây.
Ngày mai tôi mở tiếp, cả nhà cười xả ghế luôn. Cái clip hồi trưa này, hồi sáng này điện làm mà tôi cười chịu không nổi. Bây giờ cả nhà Ngô Quân xin xuống like. Cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ ít thời giờ ủng hộ kênh của Ngô Quân. Thì Ngô Quân rất cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thì bye cả nhà. Chào em Kim Anh Châu. Bye cả nhà, hẹn lại gặp mai tiếp tục vô cười tiếp nha cả nhà. Ngày mai mình sẽ có đề tài hay để cho chị Lan biết chị Lan là ai, đúng không? Chị Lan nóng máu thì Ngô Quân cũng nóng máu đó. Thì cho cả nhà ngày mai tiếp tục và còn hay nữa nha cả nhà. Cái việc gì nó đến và nó sẽ đến, nghiệp vật đến nó mau lắm cả nhà đó. Thì chúng ta qua ủng hộ em Tú nha cả nhà. Bye cả nhà, hẹn gặp lại.